GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp, thành viên thuộc Tinko Group. Và xin giới thiệu mọi người, mình là một cô gái bọ cạp có đường đời số 4, bên ngoài thì hổ báo nhưng mà bên trong thì hơi meo meo ấy. Ẩn sâu trong lớp vỏ bọc cứng cáp của một cô nàng bọ cạp là điều gì? Sự mạnh mẽ, bí ẩn và có trực giác nhạy bén. Em là một cô gái khá lạ, em chủ động trong mọi việc. Khi cái người yêu cũ anh nói là có con, anh thấy em đón nhận cũng khá mạnh mẽ nhờ. Em tỏ ra thế thôi. Lúc đấy buồn lắm, như kiểu cái trần nhà này rơi vào đầu ấy. Đau quá vậy? Rất là đau. Và kết lại em vẫn là người thua. Em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của Nghĩa Là Ai chưa? Dạ em sẵn sàng. Liệu vũ trụ có gửi tín hiệu đến nữ chính kịp thời ngay lúc này? Có ai đang để ý nữ chính này không? Có ai cùng gu em không ạ? Em có. Ồ nha. Vâng ạ. Những tụ bài sẽ cho cô gái lời khuyên gì? Bây giờ em phân vân quá, không biết là cái này hay là cái này ta. Bởi vì một người hoàn hảo như vậy đến giờ vẫn chưa có một mối tình. LGBT người ta cũng được quyền có mối tình chứ mắc gì không? Đâu phải không có mối tình là LGBT đâu. Vậy thôi đi. Tự nhiên cái suy luận vậy à. Ủa sao kỳ vậy? Ta có quyền dơ cứ không cho người ta dơ. Sao không có chính kiến vậy? Là bà đó. Em mình không có chính kiến á. Ủa là em á hả? Em á. Ủa vậy hả? Hồi nãy em xem vô clip á thì em nghĩ anh đã có chủ rồi. Nhưng mà sau đó em chợt thấy một cái sự họa chân mày rất là bén. Xin thưa là có họa. Dạ. Những cái chàng trai á họ sẽ tỏ vẻ như là họ nhìn cô gái để tạo sự chú ý. Nhưng mà chàng trai này có một cái sự thích. Em nghĩ là bạn độc thân. Ok. Em thấy là bạn này có một chút gì đó rất là bad boy. Và cái tần số của bạn đó là vô với em luôn á. Bạn này độc thân. Ờ. Nhiều màu xanh hy vọng lên mọi người. Độc thân. Yeah. Độc thân. Hãy cùng xem người ấy là ai tuần này. Chân thành xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai do VON và V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel V Giải Trí và được phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí VON. VON không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt, thơm béo, ngon xoắn lưỡi. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc Tinko Group đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí VON để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn người ấy là ai. Các bạn cũng có thể view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và ngày hôm nay đến với chương trình, xin mời quý vị cùng gặp gỡ những nhân vật quen thuộc. Đầu tiên xin giới thiệu Minh Tú. Ngôi sao làng hài Khả Như. Một nhân vật rất là dễ thương, thưa quý vị, Quang Trung. Và cũng là một chị đại trong làng hài, thưa quý vị, Lâm Vĩ Dạ. Ngày hôm nay không biết là Minh Tú có cảm thấy lạc lõng không khi mà ngồi giữa ba cái con người gọi là siêu mồm siêu miệng. Sao anh lại dùng cái từ ba cái con người anh? Chị dạ, anh nói ba cái con người chứ anh nói ba cái con gì lúc đó mới kỳ. Tú thấy sao cưng? Hôm nay sao chị biết cái sofa màu này mà chọn cái đồng màu này vậy? Sao vậy, em dặn bao nhiêu lần rồi? Mà
không phải đâu, em đến em đại diện cho LGBT anh. Wow. À, vậy hả? Vậy mà nãy em định ngồi lên chị luôn rồi đó. Thôi, hên quá. Cái sofa luôn á. Hên quá em ơi, em tôn trọng đại sứ chút xíu nghe. Thế này em là đại sứ nha anh. Tôi không ngờ á, tôi tưởng em Minh Tú của tôi là sẽ bị ba cái con người nắng hiếp. Nhưng mà không, nó vào nó chặt trước tính sao. Sau nhiều tập em sai lầm á, thì ngày hôm nay em đi với tâm thế là 3 phần mê muội nhưng mà 7 phần tỉnh táo nha anh. Ok, anh thấy là em có quyết tâm đó. À, nhưng mà không biết là em có may mắn hay không thôi. Tại vì hầu như là những quyết tâm của Minh Tú đều đổ sông đổ biển nha. Ban biên tập của chúng tôi có 3.500 người được đào tạo từ trường đại học Harvard về đây để làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là lừa đảo chúng ta. Trời ơi, mình cảm thấy thật là non nớt. Sao mà tới đây cái tự nhiên em thấy em ngây thơ dễ sợ luôn. Như trang giấy trắng. Ngây thơ là cái từ mà nói tranh nói giảm đó. Một hồi nữa thôi, chúng ta sẽ thấy mình là ngớ ngẩn nè. Không còn niềm tin trong cuộc sống nữa. Mọi thứ nó đều đảo lộn cả các bạn ạ. Hôm nay Khả Như chọn bộ đồ rất là đẹp. Mặc dù có tiệp cái màu sofa một chút. Dạ em cảm ơn anh Thành. Khả Như có thể đứng dậy cho mọi người xem bộ váy không ạ? Wow, wow. Như một món quà. Anh có định khui quà à? Quà thì nên giữ lại đi em. Dạ. Năm sau mình tặng tiếp thôi chứ đừng có khui ra sợ lắm. Cái này quà lưu niệm hả? Đúng rồi. Oh, đâu chi vậy? Quê quá ha. Sau bao nhiêu lần tham gia chương trình năm nay, chúng ta có rất nhiều những sự mới lạ. Thì không biết là Khả Như có lo lắng hồi hộp gì không? Khi mà em được mời là em cảm thấy thích lắm. Nên chương trình có làm cái gì thì em cũng kệ. Những cái sự đổi mới của chương trình đó là chuyện của chương trình. Còn em được ngồi ở đây là em bất chấp. Và em enjoy với tất cả mọi thứ. Bắt đầu em thấy được cái sự vô tri nó xuất hiện. Dần dần mọi thứ nó sẽ được phơi bày ra thôi. Thấy chưa, nể tôi chưa? Lâu lắm rồi mới được gặp lại Quang Trung trở lại với chương trình. Thì cảm giác của em thế nào? Rất là hào hứng à. Và thấy hồi hộp lắm. Không biết người ấy là ai à. Ok. Dạo này là thấy Quang Trung có đi hát hò nhiều. Để đi hát chứ không có đi hò à. Hò là bên này. Bây giờ Quang Trung hát cái bài nào mới ra tặng chương trình đi. Dạ, em xin hát một bài hát rất là hay, gần đây khán giả thích. Và ngày nào đó khi mưa trắng rơi, ngày nào đó khi nắng trắng lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên em đã từng yêu người. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất tôi xoay vòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao. Đó cũng là một lời tiên đoán cho chúng ta. Chúng ta sẽ không biết sẽ ra sao ngày sau. Còn Lâm Vĩ Dạ thì lâu lắm rồi em mới trở lại với chương trình này đó. Thì em có nguyện vọng, mong ước, chờ đợi gì của riêng em không? Em mong ước, em nguyện vọng và em chờ đợi một ngày nào đó Khả Như sẽ là nữ chính của chương trình. Người ấy là ai? Tại sao không? Tại vì chúng ta cũng đã thấy được Khả Như trong nhiều năm qua vẫn độc thân. Uy tín. Vẫn đẹp nha anh. Vẫn chưa có ai khui hòa. Đôi khi em ước mơ em ngồi ở vị trí này nhưng mà em sợ trên đó không có ai. Sao mà phải bi quan như vậy trong khi mình cũng là ngôi sao mà. Nếu như mẹ em ngồi ở đây thì anh nghĩ là đối tượng nào sẽ đến với em? Anh nghĩ nhiều nha. Em là cái người hoạt ngôn nó nhiều. Thì cần những cái người trầm lặng một chút. Anh Đức nè. Lê Dương Bảo Lâm nè. Dạ, nhiều lắm. Em yên tâm, hôm nào cứ đăng ký đi. Anh nghĩ là sẽ có một số đặc biệt cho em đó. Dạ, những cái người mà anh mới gợi ý nó làm cho em chùng bước á. Nên em quyết định thôi, để mùa sau em sẽ đăng ký. Thì dễ chùng bước quá. Sợ quá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nữ chính của chương trình ngày hôm nay thông qua một đoạn video clip. Chúng ta cùng xem nhé. Oh, wow. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tiêu Kiều Nga Linh, hay mọi người có thể gọi tắt mình là Linh Tiêu cho dễ nhớ. Đơn giản là bởi vì có 10 người thì 9 người khi nghe cái tên của mình ấy, phản ứng của mọi người sẽ là hả? Và mọi người sẽ gọi sai tên mình. Linh Tiêu. Mình thì là một người trẻ yêu cái đẹp và sự có ích cho đời, cho nên là mình đang là một YouTuber, một influencer về lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Và xin giới thiệu mọi người, mình là một cô gái bọ cạp có đường đời số 4, bên ngoài thì hổ báo nhưng mà bên trong thì hơi meo meo ấy. Mình là một cô gái theo hệ tâm linh và mình yêu thích những cái bộ môn huyền học, ví dụ như kiểu là chiêm tinh học này, thần số học hay là bài tarot.
Ngoài để phát triển bản thân của mình tốt hơn mỗi ngày thì mình còn muốn sử dụng cái công cụ đó để chữa lành cho người khác nữa. Thực sự thì mình không rõ là từ cái hồi mà cả nhà mình lo mình ế và hay hỏi mình cái câu là ủa bây giờ có người yêu thế? Mình đã gửi cái tín hiệu gì lên vũ trụ nữa? Mà từ cái lúc mà mình chớm yêu lần đầu cho đến những lần sau ấy thì tất cả những chàng trai đi qua cuộc đời mình đều bắt đầu bằng chữ L và sinh năm 9X và X thì giống nhau. Và có một anh người yêu mà mình cảm thấy nhớ nhất và ấn tượng nhất, đấy chính là cái người mà đã gọi cho mình một cú điện thoại. Sau đấy anh ấy thông báo với mình rằng anh đã có người yêu rồi và cô ấy đang mang thai. Oh no, anxiety creeps up on me. Mình thật sự vô tình trở thành người thứ ba trong câu chuyện của bọn họ. Lúc đấy thì mình cảm giác như kiểu là trần nhà nó rơi vào đầu mình đến nơi rồi ấy. Sau này mình tìm hiểu thần số học rồi ấy thì mình mới biết cái thời điểm năm đấy nó chính là năm số 7 của mình. Hãy tâm linh nha. Anh đấy là một chàng trai cung bọ cạp và cái moon sign của anh ấy là XX trùng với cả cái sun sign của chị kia. Mà cái người mà moon sign của người A mà trùng với sun sign của người B thì bọn họ dính nhau lắm, bọn họ không thể nào mà thoát ra được. Mình thì là cung bọ cạp và cùng với sun sign của anh kia, cho nên là mình cũng khá là thích, khá là dính. Thế nhưng mà lỗi của bọn mình là không hợp nhau thôi, chẳng có chuyện gì đúng, chẳng có chuyện gì sai, cơ bản là bọn mình không hợp nhau. Hiện giờ thì mình vẫn đang độc thân 100% và mình dành hoàn toàn năng lượng và sự đam mê cho công việc của mình. Cô gái số 4 mà. Và sau 3 anh L thì mình nghĩ rằng mình cũng đã thấm thía bài học của vũ trụ rồi. Hy vọng chương trình Người ấy là ai sẽ độ em để giúp em có một chàng trai có tài có đức nha. Cảm ơn. Vâng, một cô gái rất tích cực và đầy năng lượng. Hôm nay chúng ta hãy xem cô gái năng lượng này sẽ mang đến những gì. Xin chào đón Linh Tiêu. Chào em. Em là một cô gái khá lạ khi tham gia chương trình. Em chủ động trong mọi việc, cả về cuộc sống, công việc, cách em yêu và cả trang phục của em nữa. Em có thể chia sẻ một tí về bản thân mình được không? Anh nghĩ cũng lâu rồi mình chưa yêu đúng không? Dạ vâng, hiện tại thì em đang hoàn toàn độc thân, cũng được lâu lâu rồi. Lâu cỡ chị Như không cưng? Chị già, đừng liệt em vô. Mối tình gần nhất của em là năm mấy? Năm 2020. À, mới 2 năm. Em ngạc nhiên. Tại em tưởng bạn phải cỡ 20 năm á. Không phải, tại vì với một cái người mà chủ động như vậy thì 2 năm không yêu là cũng lâu rồi đó. Khi cái người yêu cũ anh nói là có con, anh thấy em đón nhận cũng khá mạnh mẽ nhờ. Em tỏ ra thế thôi. Thế còn bên trong như thế nào thì làm sao mà em thể hiện ra được? Anh muốn biết cái cảm xúc thật của em. Nó đúng là như cái trần nhà này rơi vào đầu ấy ạ. Đau quá vậy? Rất là đau. Lúc đấy buồn lắm. Khi mà em biết được cái tin đó là em quen với cái anh đó trước hay là em là người đến sau mà em không biết? Em không đào sâu nữa, em chỉ biết là người ta có người khác và người ta có con. Hình như là em là người đến sau mà em không biết. Anh muốn biết cái kết, người làm giải quyết làm sao á? Kết ở câu chuyện thì hồi đấy em hơi trẻ con. Em còn nông nổi và em không giữ được bình tĩnh. Tất cả mọi chuyện em đều giải quyết qua điện thoại. Thì một cái cuộc điện thoại nó không đi đến đâu ấy. Và kết lại em vẫn là người thua. Nhưng mà trong cái mối quan hệ đó, em yêu anh đó có nhiều không? Nồng nhiệt không? Cũng nồng nhiệt đấy, em là người chạy theo mà. Mà thường những người chạy theo thì người ta sẽ hơi chán. Chúng hỏi thăm là... Hỏi thăm hả bà Chính, dưới quê Cà Mau quá lên à. Yêu nhau, quen nhau bao lâu bạn mới biết được cái tin đó? Một thời gian tầm 8 tháng thì em đã thấy hơi lợn cợn rồi. Nhưng mà em cũng hơi bận nên thôi em tặc lưỡi cho qua cho nó xong chuyện ấy. Cho đến khi mà mọi chuyện nó quá rõ ràng rồi em mới kiểu...
thì lúc đấy đó không thể nào mà chữa được nữa rồi. Khi mà quen á, bạn có thường gặp cái người đó không? Em có, và đầm tháng thứ 8 gì đấy thì em mới thấy là ủa hay bỏ đi đâu, xong là hay kiểu lý do các thứ, xong kiểu hay kiểu đến trễ. Trực giác mới bảo em là ơ có cái gì đấy hơi sai sai. Là giấu em hơn 8 tháng luôn. Vâng, em không biết gì hết. Anh đang muốn biết cái chữ thua của em đang sử dụng là nó thua như thế nào? Cái chữ thua của em nó là em rất là nhục. Bởi vì lúc đấy em gọi điện cho cô kia, em gọi theo một cái tư thế là chuẩn bị kỹ rồi. Nhưng mà cô ấy bình tĩnh hơn em. Và cô cho em biết em là người đến sau. Vâng. Hồi đấy cũng còn trẻ, còn nông nổi nên là cũng nói ra những cái câu không hay ho lắm. Năm đó em bao nhiêu tuổi? Nói em tầm 19-20 rồi đấy. Em tốn thời gian bao lâu để em có thể vượt qua cái tổn thương đó? Em nghĩ là lâu á, cho đến khi em có một cái người khác tốt hơn như thế. Cái người mới của em chia tay với em vì lý do gì? Lý do chỉ đơn giản là bọn em không hợp thôi. Chứ bọn em cũng không to tiếng xinh mích với nhau cả. Coi như là vạn mối tình chia tay đều là không hợp mà. Thì cụ thể là không hợp cái gì? Không hợp về lý tưởng, hai người không cùng chung một mục đích. Em thì không có muốn kết hôn sớm. Anh ta ép em kết hôn sớm. Anh ấy thích ổn định. Chị cảm giác được em gặp cái người bạn trai tiếp theo của em là không có hợp về tần số. Tôi nghĩ là yêu nhau mà không có hợp tần số với năng lượng, chúng ta sẽ tự tách nhau ra thôi và sẽ tìm cái người nào hợp. Em cho anh biết câu hỏi cuối cùng thôi, là em mong muốn có được một chàng trai như thế nào? Em muốn một chàng trai có đạo đức ạ, có tài. Nhưng mà bây giờ tài năng với lại tài chánh em thích cái nào hơn? Mình cân bằng được không ạ? Cân bằng hả? Bây giờ nếu được chọn một thôi thì ưu tiên cho cái nào? Người ta phải có cái này. Em ơi, có nhiều người thì cũng vừa tài năng tài chính đấy là có đấy. Anh ơi, những người mà vừa tài năng vừa tài chính mà đến với chương trình là MC đấy, là anh đấy. Thế là vừa tài năng vừa tài chính là có chủ rồi. Màu đỏ. Như em cũng chia sẻ là em là một người rất là đam mê bộ môn thần số học, và cả ba người bạn trai của em đều sinh năm 199X. X là một con số nối ở giữa cái bảng thần số đấy. Thì có cái mũi tên 159 đấy thì đều là những người có chí tiến thủ và có tài năng. Thì nếu như mà có tài năng mà quyết tâm với nó thì sẽ ra tài chính thôi. Rõ ràng là đàn ông mà phải có một cái lý tưởng gì đấy, đúng không? Ok, anh chúc cho em sẽ gặp được cái người như em mong muốn. Và những anh chị ở đây sẽ tư vấn cho em một người rất là ok là. Em mong chờ. Ngày hôm nay khi mà em ngồi ở đây, em đã sẵn sàng để mở lòng mình ra, để đón nhận những cái mới bước vào cuộc sống của mình chưa? Dạ em sẵn sàng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ nghỉ vài phút giải lao trước khi gặp gỡ những nhân vật mà bạn này muốn gặp gỡ. Người ấy là ai? Quý vị và các bạn đã trở lại với Người ấy là ai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ dàn siêu phẩm của chương trình. Xin giới thiệu gương mặt đầu tiên, Thái Hưng. Nâng chàng trai để làm được người mà. Tấn thân em ơi, con sẽ bị lỗi cho anh. Không cần vũ khí và không cần thân tên. Chỉ một ánh mắt cũng làm em hùng lên. Anh thấy lời xét của idol là thân hình. Tiếp theo, Hữu Duy. Trời ơi, gương mặt tiếp theo, Thanh Đạt. Lính.
ôi trời. Quá trời. Quá dữ vậy. Và gương mặt cuối cùng, Vũ Duy. Và đây là dàn siêu phẩm của người ấy là ai? Năm chàng trai và một cô gái nha. Tham gia chương trình này lợi quá nhỉ? À, lợi. Sao là lợi nè? Được ngắm nhìn đó anh, sáng mắt ra đó anh. Cho tôi hỏi là menu thế nào ạ? Vừa miệng, tươi mát, khỏe, thơm. Quá rồi mấy bà ơi. Thơm. Trời ơi. Nhìn có vẻ healthy nha anh. Em cảm thấy là có hợp khẩu vị em không ạ? Có được ăn hả anh? Khách mời có được miếng nào không ạ? À, khách mời sẽ có 4 dĩa thịt bò riêng. Trời ơi. Yên tâm ạ. Em có hợp gu với một anh nào trong này không? Em có. Có nhá. Vâng ạ. Em bảo không thì đẩy Quang Trung lên ngay. Chúng ta đến với anh chàng đầu tiên này. Anh có một là một, hai là hai em. Anh là Thái Hưng. Nếu em đang tò mò và muốn biết nhiều hơn về trai Quảng Ninh thì hãy theo chân anh vài phút nhé. Trước đây anh từng là một người mẫu, nhưng hiện giờ anh đang tập trung vào việc thực hiện hóa giấc mơ của mình, đó là kinh doanh thời trang. Anh yêu cái đẹp và luôn muốn hoàn hảo trước mắt người khác. Vậy nên việc chăm sóc và giữ cho mình một vóc dáng cân đối là điều ấy rất quan trọng. Thế nhưng mỗi khi ra đường, nhìn ai cũng có đôi có cặp. Còn anh thì... Và lời cuối cùng, anh muốn nói với em là... Em à, anh không phải quảng cáo nên em đừng bỏ qua anh nhé. Wow. Không phải quảng cáo đâu nha. Gì vậy anh? Wow. Của người ta mà. Trời ơi, nóng mặt luôn. Thông minh không, thông minh không? Anh không phải quảng cáo nên không thể bỏ qua nhé. Tất nhiên em nhìn cái đó là em không bỏ qua được rồi. Cái đó là cái nào? Tất cả những thứ anh ấy mang đến chương trình. Chứ anh tưởng em nói về cái bồn ấy. Không. Cái bồn có bọt ấy. Cái bồn có bọt mà có bò, có cạp, có trà, có lết ấy. Chị ơi, coi giùm bạn chứ không phải coi cho mình. Ha, trong giây phút em quên là coi cho người ta luôn. Vậy mà chú lên nữ chính ngồi thì không chịu. Dạ, nó ngồi kế bên anh mà anh quên là nó có chồng luôn á Như. Có gia đình. Em phải nhắc chị đó. Cậu bấu muốn rách cái áo tôi luôn. Đó vậy ơi. Em nghiêm túc lắm. Vậy thì theo em anh ta là người như thế nào? Cái gì vậy bà? Sao tự nhiên chị ngại ngùng như là một cô gái mới lớn dạ, vậy? Dạ mình trạc tuổi má người ta rồi. Thôi em đi về đi chứ ở đây chi mà bị xài xể quá. Đã em đến chương trình là em cất chồng con ở nhà rồi. Mọi người quên là em đã có chồng có con giùm. Đúng rồi, quên đi. Xác sĩ cô ca có này buồn lắm. Không muốn xài xể nói gì cho hay ho nào. À, thì với bạn Thái Hưng thì em thấy là ngoại hình ổn, tài chính ổn. Còn về đạo đức thì sao ạ? Thôi đi. Phải tự suy ra được. Tại vì cái clip quá ngắn mình chưa thể nào mình soi được cái đạo đức. Em cho tôi một màu thôi là được rồi. Màu xanh hả? Dạ. Em theo lời chị em phụ nữ ở đây là màu xanh lá. Tạm thời có hy vọng đi nha. Hy vọng vậy đi. Quang Trung. Dạ em hơi phân vân. Hồi nãy em xem vô clip á, thì em nghĩ anh đã có chủ rồi. Nhưng mà sau đó em chợt thấy một cái sự họa chân mày rất là bén. Họa chân mày.
Không biết là do chương trình cung cấp cái đôi chân mày này hay anh ta tự cấp lấy. Chương trình móm cái chân mày này cho anh ta. Móm một cái chân mày hơi bén à. Anh Thành xác minh giùm em. Xin thưa là cỏ họa. Dạ. Móm cái đường chân mày cho nó hợp với cái đường danh vọng của anh ta. Vâng. Có lẽ là cô make up của chương trình hơi nặng tay một chút xíu, cho nên chúng ta cũng đừng vội dựa vào đó mà đánh giá, rất tội nghiệp cho họ. Anh mời vị giả lên chiêm nghiệm giùm anh sản phẩm ở đây. Dạ đi bình thường đó chị, dạ không cần phải quá là catwalk đâu. Dạ. Em thoát thấy cái phần. Dạ lấy tay ra. Bớt chạm lại. Nhìn bằng mắt thôi chị, dạ không nhìn bằng tay. Em thấy chân mày đâu có bị sắc lẹm như trong clip đúng đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nó le. Tự nhiên đúng không ạ? Tự nhiên, nó natural. Tôi chỉ cần cô xác nhận như đó thôi, cô về đi. Rất là natural. Bớt thân natural đi. Đi về đi nè. Ok, nói chung là ngon. Ngon hả? Ý là sức mạnh, khỏe. Trai Bắc, da rất đẹp, trắng, mịn, không có mụn. Em chưa có coi cái vụ mịn. Ngồi yên nó đi. Để lát chị liếm. Ủa lộn, lén lên. Em có muốn lên coi không? À, dạ, em phải lên chứ. Em phải lên coi em mới dơ bảng chứ. Dạ vậy cho em mượn chiêm nghiệm. Trung ơi, mình cũng trẻ, Trung mình đi đứng cho nó bớt già nua là em. Giống như coi mắt con rể vậy đó. Lại gần thấy đẹp trai hơn nhìn từ xa đúng không? Dạ. Nhưng mà anh này nếu mà như vậy thì đã có chủ hay chưa ta? Chưa. Chưa hả? Hay vậy? Mở vòng một cho người ta hy vọng đi. Thôi hy vọng đi. Em nghĩ là màu xanh đó. Theo chị Như thấy chàng trai này có một cái sự dễ thương từ trong người mà cái kiểu rất là tự nhiên. Cái điều mà em thấy thích đó là cái kinh doanh riêng của bạn. Bạn chọn thời trang thì cái đó là nó rất hợp với bạn luôn. Còn cái điều quan trọng là em bị băn khoăn nha anh. Em coi cái clip á, nãy có một cái chi tiết đó là lúc mà chàng trai nhìn lên lầu á, có cái bàn tay xuất sắc như nhỏ này tinh tế. Đúng không? Phải anh? Để ý chi tiết. Dạ. Đó nó nhìn ai vậy kìa, rồi cái bàn tay lại thọt vô rồi giấu ra, liệu có phải là một ám hiệu của chương trình hay không? Trời ơi, dạ ơi, cái gì mà không có chính kiến gì trên nhà trời. Dạ. Mới nghe lung lay rồi. Em thấy tại vì cái người mà có một cái xu hướng ổn định nè thì khó mà bạn độc thân lắm, nên em nghĩ bạn đã có chủ. Lập luận có cơ sở. Quên, nó nãy cái khúc bồn là em quên hết trơn rồi. Hồi nãy trong clip bạn có chia sẻ là bạn làm người mẫu, xong rồi sau đó thì bạn quyết tâm để có một cái sự nghiệp riêng của mình. Em nghĩ là bạn vẫn còn độc thân. Tại vì đâu đó em thấy có cái gì đó nó rất là fresh đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là cái năng lượng nó không thể có chủ được. Đúng. Cái ánh mắt nè, rồi lúc mà cái tay để lên, bạn nhìn lên xong bạn xuống, bạn cúi, bạn cột giày liền đó chị. Tôi đánh đâu, bạn đâu quan tâm. Có nghĩa là một cái năng lượng dám tắm trước mặt người khác. Đúng rồi, dám tắm. Đổi em. Đúng rồi, đúng nha. Bung bọt đồ. Cái nét đó đâu phải ai cũng dám vậy làm. Vậy cái nét đó nếu mà bung bọt mà cởi áo tôi xin khẳng định luôn. Ủa, không nha, người ta bung bọt cởi áo theo cái kiểu rất là em nam chọn tính của em đi, em kiếm chuyện với người ta làm chi. Em chọn độc thân. Ừ. Trời ơi, nó chọn xong nó còn kiếm chuyện với cái bà gì kế bên chi. Tự nhiên gây lộn với bà gì à. Thiệt tình. Mời chị em chọn giùm tôi. Tình trạng độc thân và đã có chủ hầu như là không chênh lệch 47-45. Cho tôi hỏi 8% LGBT là ai ạ? Đồng bọn của chị đúng không? Thiệt sự phải. Luôn á. Đó là hai đứa bạn của BB Trần gài vô đó. Không, em nghĩ là 8 anh quay phim đó nha. Ghen tị với nhan sắc của bạn này. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với anh chàng thứ hai. Em có biết giữa em và Khung Thành có điểm gì giống nhau không? Đó là nhìn em, anh chỉ muốn ghi bàn vào lưới.
Chào em, anh là Thành Đạt. Sở thích của anh là chơi bóng. Ngoài chơi bóng, anh còn biết chơi nhiều thứ khác nữa. À, bartender. Có vẻ như anh là một tay chơi. Ừ thì anh có nhiều mối tình, nhưng khi yêu ai thì anh sẽ yêu hết mình. Oh, bad boy, bad boy, bad boy. Hả? Này, em lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Kiểu gì mà vừa đẹp trai lại hấp dẫn cả đàn ông lẫn phụ nữ? No. Anh chỉ mới gặp đối tác của mình thôi, ha. Hiện tại anh đang làm sale and marketing của một công ty tại Hà Nội. Anh dành thời gian hơn 8 tiếng một ngày để nghiên cứu thị trường. Bằng quản trị của anh đây. Bây giờ hãy để anh quản trị trái tim của em nhé. Trời ơi. Quá trời đáng yêu rồi. Em xin phép lên đang cao trào lên ý kiến luôn cho tôi. Em phải hỏi liền. Hỏi không ai trả lời đâu. Dòng một đâu ai cho nói. Chị tự hỏi chính mình thôi. Thôi em tự hỏi chất vấn bản thân em được rồi. Em thấy sao? Tự nhiên em thấy bạn này khá hợp với cái cô gái này một chút. Ở cái sự tự tin. Tự tin. Nếu như bạn gái này nói là bạn là một cái người mà chủ động, bạn có bát số 1, thì chàng trai này chắc cũng có không ít số 1 đâu. Nhưng mà em nhìn giao diện của anh thì em cảm giác anh là người thuộc cung khí Song Tử Thiên Bình hoặc là Bảo Bình, hoặc là anh có nguyên tố khí trong bản đồ sao. Cái khí là mình diễn đạt theo cuộc sống đó là gì? Ở à, nói cung để khí hiểu. Là những người mà kiểu hơi lý lắc, hơi kiểu như chị Như là khí gì? Cũng cái kiểu vậy đó. Khí nitơ hơi oxy em. Em là kinh khí cầu nha mọi người. Em tự bay được. Tôi thấy là bạn này rất là tự tin nha. Dạ. Tự tin. Và trong cái tự tin đó đó, tôi dùng luôn cái chữ là bản lĩnh. Vì sao ạ? Đây là một trong số những chàng trai phát cái clip lên không thèm dòm luôn. Khi đến với chương trình ít nhiều gì những chàng trai cũng quan tâm tới là cái hình ảnh mình như thế nào trước mặt công chúng, thì lâu lâu cũng có thể bẽn lẽn hoặc là tò mò để quay lại ngó xem. Còn anh này anh đứng. Em đố anh hồi ba người sao mà dòm á. Ai cũng bản lĩnh y chang luôn. Chết chà, tự nhiên tôi khui bí mật rồi. Anh nói hơi sớm rồi. Không, nhưng vẫn phải nói, tại vì cái trường hợp này nó hiếm lắm em. Anh này bên cạnh cái sự tự tin mà anh nói, em thấy anh cũng có một cái sự gì đó thiếu tự tin. Cuối cái câu nói của ảnh đó, anh chỉ yêu mình em hay gì đó. Xong cái câu nói đó là ảnh tránh cái ánh mắt đi liền. Và ảnh uống cái ly nước liền, anh không có giao tiếp với lại cái máy quay nữa. Là em bởi vì bạn có gái thể là ảnh đang ngồi ở chỗ đó. Con bé vừa yêu nhiều khi đứng ngay cái cha cameraman luôn. Dạ. Nó đang đứng ngó nè, nói đi. Dạ đó đó, cho nên là cũng hơi ngại. Dạ, trong lúc mà mọi người đang giao lưu với nhau về vấn đề bạn gái thì bạn ở trên đó bạn gì nè? Khinh trung á. Dự đoán tào lao. Đúng. Dạ. Em thấy là bạn này có một chút gì đó rất là bad boy. Hơi và bad cái boy. Tần số của bạn đó là vô với em luôn á. Và chị thấy lúc nãy cái clip giới thiệu con mắt em tự nhiên nó sáng lên một tông luôn á. Giống như cái đèn pha vậy á. Ánh mắt em sáng lên như cái đèn pha vì em thấy anh ấy chơi bóng đá. Mà chơi bóng đá thì chắc không phải LGBT rồi. Không, chị có mấy nhỏ bạn vẫn chơi bóng đá nha. Hiếm. Dạ, nãy em nhìn cái bắp dế á. Ủa, em lia tới đó sao em không nói chị nhìn chung với. Không phải nhìn cái chị đó chưa thì thấy nhìn. Là một cái người biết đá banh thiệt. Đó, hồi nãy bạn xoay cái bóng mà. Thì bởi vậy cái tới cái giây phút mà bạn quay cái bóng là biết bạn biết chơi bóng rồi. Bạn này à, đứng gần, đẹp trai hơn nhìn từ xa. Trai mà da đẹp dữ vậy. Chơi mà đẹp ra đây. Hỏi thăm nơi lỡ rồi coi kế bên luôn được không? Lướt qua dòng nè. Lướt qua dòng. Ủa, anh quay nè. Hồi nãy em nói không chịu. Đi về đi. Bớt lại. Nhắm xíu nữa đi anh. Bớt lại mấy đứa gái, bớt lại mấy em ơi. Dắt díu nhau đi về đi. Có được chụp hình luôn nè. Chụp hình luôn nè cái gì? Đi về. Chưa kịp ra dấu luôn. Về đi mấy chị ơi, giúp bạn. À, à đó, chị không có giúp mình. Không thì chị nghiên cứu kỹ thôi. Em nghĩ bạn này độc thân. Hỏi nó nhiều luôn. Quang Trung, cái nét ngại đó nhiều khi cũng là đã có chủ quá. Thôi chọn độc thân đi. Ủa gì kỳ vậy? Cho có nhiều hy vọng. Dạ. Em thắc mắc là vì sao bạn lại để tay phía sau nhỉ?
có dấu hằn của nhẫn không anh? Không có dấu nhẫn nha. Nãy chị nói dấu nhẫn, bạn có một cái động tác em nghĩ nó cũng tương đối với Trung đó là... Ôi em, mà ai càng ghét em càng làm cho tới anh. Chơi game gì người ta mà chơi bằng cái nết mình không? Sao mà người ta đi kiếm cho người ta mà làm gì ạ? Không, cái gì loại được chị loại liền cho em. Chị nói thiệt, không muốn em khổ nữa. Vậy đó hả? Mấy em ơi, bình chọn phụ anh. Cứu em gái tôi, cứu em gái tôi. Độc thân. Bạn này độc thân và đã có chủ cũng khá nhiều. Cũng có 6% LGBT. 6 anh hậu đài nha. Ủa vậy là tính ra ekip người ấy là ai là toàn là LGBT. Thôi bây giờ mình coi em thứ ba là như thế nào nha. Anh là Phạm Duy và là một kiến trúc sư. Dĩ nhiên anh còn độc thân, chắc chắn rồi. Tuy rằng anh không phải người Hải Phòng nhưng anh cũng không thích lòng vòng. Anh đến từ thủ đô Hà Nội. Và ngày hôm nay anh sẽ bật mí cho em 3 điểm lợi thế. Em nên yêu một chàng kiến trúc sư nhé. Wow. Thứ nhất, yêu một chàng kiến trúc sư em không sợ cuộc sống này tẻ nhạt đâu. Vì tay nghề anh đủ tốt để có thể tô vẽ thêm nhiều màu thú vị cho riêng em. Chết mất, chết mất. Thứ hai, yêu một chàng kiến trúc sư, em đừng sợ bản thân mình xấu. Gu của anh đủ tinh tế để biến em thành một nàng công chúa. À mà, của riêng mình anh thôi nha. Cuối cùng, công việc của kiến trúc sư là kiến tạo không gian. Và anh chắc chắn đủ năng lực để xây dựng tổ ấm và một gia đình hạnh phúc. Có lẽ em sẽ hỏi với những điểm lợi thế này, tại sao đến giờ anh chưa có người yêu, đúng không? Tại vì anh có vợ rồi. Mận quá. Vì anh mãi xây nhà cho người khác mà quên đi bản thân. Thanh lít quá trời màu đỏ rồi. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để anh thiết kế riêng bản vẽ cho cuộc đời mình. Yêu một cô gái cũng như thiết kế một căn nhà vậy. Anh luôn muốn chỉnh chu trong từng chi tiết để tác phẩm trở nên hoàn hảo nhất. Nên là yêu anh đâu có gì sai. Hôm nay gặp nhau ở đây là định mệnh rồi. Về nhà gặp bố mẹ với anh nha. Tú thấy sao em? Em thấy trong cái clip của anh này là rất là nhiều màu đỏ luôn á. Mà khi mà anh gửi lời nhắn tới nữ chính ở đây nè thì nhắc rất là nhiều tới gia đình. Hoặc là trong bản thiết kế thì cũng là thiết kế ngôi nhà, thiết kế mái ấm. Thì thường á, chỉ có những người mà họ đã có chủ rồi thì họ mới có một cái luồng suy nghĩ như vậy. Thì đối với em đây là đã có chủ. Thế sao không cho người ta là một cái người đã thành đạt rồi mà bây giờ người ta đang muốn xây dựng gia đình với một người nào đó? Em thấy anh này chân thành quá à. Đấy. Em cũng hy vọng là ảnh màu xanh lá cây để phù hợp với bạn. Nãy giờ trong năm chàng trai thì thấy chỉ có mình ảnh là nhìn cái cô gái này rất là nhiều. Muốn cô gái này để ý tới bạn. Với là tất cả những thứ bạn show ra, người ta nghĩ bạn sẽ có người yêu. Nhưng mà bạn giải thích một lần nữa bạn không có người yêu thì tự nhiên cái chị tin cái điều đó. Em cũng tin nữa, hai đứa mình có mù quáng không chị? Đúng rồi, thôi kệ. Từ ngày lúc chị nói là hai anh này cũng nhìn luôn. Coi như là bây giờ năm người trên đó là nhìn về tụi đây mình hết. Nói cái gì là mấy anh làm y chang à. Để nghĩ đi, đừng chơi nữa gì. Thôi về, về. Nói chứ mình phải có cái linh cảm của mình chứ, lấy mấy ông đó sao diễn qua mắt mình được. Đúng rồi, em cảm nhận được. Tại vì á, những cái chàng trai á, họ sẽ tỏ vẻ như là họ nhìn cô gái để tạo sự chú ý. Nhưng mà chàng trai này có một cái sự thích. Quan xí, nhiều khi cái máy cận của ảnh nằm sau lưng bạn này đó. Trời đất ơi. Trời ơi, cái bà này. Chị đừng có để ý tới cái chuyện quay phim của mấy anh nữa. Chị nói là ảnh nhắm mắt luôn á. Hay là nhìn Minh Tú ta. Cũng có thể nha. Trời đất ơi, uổng vậy. Cái anh này á, khó nghĩ ghê. Anh này làm khó người ta quá à, không biết chọn cái gì trơn. Ủa, Trung đang muốn đổi anh. Trung có muốn nói gì không? Trung cho chị ý kiến coi. Em thấy anh nói thiệt quá, em cũng tin cái lời anh nói lắm. Nhưng mà em sợ em mù quáng. Em từng mù quáng nhiều lần trong chương trình này rồi. Trung nó trong cuộc sống cũng không có sáng suốt hơn lắm đâu. Thôi anh đừng nuôi em thêm. Bây giờ em phân vân quá, không biết là cái này hay là cái này ta.
Bởi vì một người hoàn hảo như vậy đến giờ vẫn chưa có một mối tình. LGBT người ta cũng được quyền có mối tình chứ mắc gì không? Đâu phải không có mối tình là LGBT đâu. Vậy thôi đi. Tự nhiên cái suy luận vậy à. Ủa sao kỳ vậy? Ta có quyền dơ cứ không cho người ta dơ. Sao không có chính kiến vậy? Là bà đó. Em là không có chính kiến à. Ủa là em á hả? Em á. Chính kiến gì hả? Cùng dơ thôi dạ. Mới nói cái liền à. Mạnh mẽ lên em. Em hy vọng bạn này là độc thân à. Đưa cái bảng ra đi mới vòng 1 mà còn được thay đổi vòng 2, vòng 3 mà. Nhiều màu xanh hy vọng lên mọi người. Đồng yeah. Đồng hơn. Khán giả bình chọn giùm em ạ. Độc thân và đã có chủ là hầu như là gần bằng nhau luôn á. Ok, anh chàng số 4. Em có thể ví anh là tốc độ. Bởi vì nhanh, anh mới lao về phòng của anh. Anh chạy qua nhà em kìa. Em đang nghĩ anh là một biker hả? À không, anh đang là một trưởng phòng kinh doanh về tài chính. Vậy nên anh lý trí, thực tế và sẽ yêu theo cách mà em có thể nhìn thấy được. Một bản hợp đồng bảo hiểm trọn đời dành cho em đã được anh soạn sẵn ở đây rồi. Đừng sợ anh cứng nhắc nha, vì anh đang sở hữu một trái tim tự do và phóng khoáng. Hành trình của anh không thể kể hết bao nhiêu chặng đường đã từng đi qua. Nhưng giờ đây, em sẽ là cột mốc cuối cùng để anh nghĩ về đích đến. Em à, biker thì chạy xe rất hăng hái. Còn khi cầm lái, anh chỉ nghĩ về em. Anh là thành lĩnh. Chỉ nghĩ về em. Lên xe và cùng đi với anh nha. Người đàn ông nãy giờ duy nhất có chữ L mà đứng thứ tư nữa nha anh. Có L nha. Chết rồi, người thứ tư luôn nè bạn ơi. Định mệnh. Em tốt nghiệp bài học chữ L rồi ạ. Em không biết là bạn này bước ra với cái sự hồi hộp rất là nhiều luôn. Tới giờ bạn vẫn còn đang rất rung đúng không ạ? Ai ép bạn tới chương trình hả hay sao? Thoải mái lên. Tại vì như thấy có những cái khoảnh khắc tự nhiên bạn đẹp trai hú hồn luôn á. I've been lost far too long. Không, bạn này đẹp mà. Thì đó, nhưng mà bạn hồi hộp quá cái nhìn bạn mất tự tin. Em cười lên đi cơ em trai. Ừ. Ủa, đang cười. Cười á hả? Khi mà mới ra là em quyết định chọn màu cho bạn. Cho đến khi em thấy chiếc mô tô em bị confused. Chứ gì nữa. Chạy mô tô không những gì nha. Đi phượt, thấy không? Du yeah. lịch, lên núi, hồ bơi. Có nghĩa là bạn này rất là thích hoạt động về thể thao, thể chất này nọ. Ê, coi lại nha. Nè nè, báo nhẹ nè. Cái mắt kiến là cái bà biên tập đeo vô đặng cho thấy rồi. Ờ, cái này nọ. Nè, nhìn nè, nhìn nè. Ôi ơi. Nè, thấy không? Đeo mắt kiến mà nguy cơ bị mù như chơi nha. Nè nha. Anh tháo mắt kiến ra giùm em với. Tháo ra đẹp trai liền nè. Đấy chưa. Lừa lọc à. Cất luôn cái mắt kiến đi. Nè báo nữa nè. Da này là da dầm nắng giải xương thiệt. Là chạy xe công nghệ. Giao hệ. Người ta là trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng tài chính. Trời ơi, bà dì ơi. Người ta chơi về chứng khoán. Rồi, chị xin lỗi mấy đứa. Chị xin lỗi mấy đứa. Rồi, tiếp nè, Quang Trung. Dạ, anh ơi, anh có chạy cái xe mô tô của anh tới phim trường không anh? Không được trả lời. Em ra em kiểm có hai cái nón thì là có chủ. Đi ra liền đi cưng rồi báo chị. Anh nói cho em nghe, những người chạy xe mô tô thường hay chuẩn bị hai cái nón. Khi một người bạn nào lên là bắt buộc phải cho cái người bạn cái nón đủ chất lượng của cái xe mô tô. Cho nên mình không có đánh giá được bằng cái chuyện đó. Ra cái nón em hửi cái nón nữa. Ủa gì kỳ vậy? Cái mùi đó là cái mùi dầu gội như thế nào? Mùi nắng, mùi gió em ơi.
Mùi nắng, mùi gió, mùi những cơn mưa rào thì khác. Thường những người lái mô tô thích đi phượt là không có thích chở người phía sau. Ủa, ai nói chị? Tự nhiên cái gì đại diện cho mấy người lái mô tô đi phượt à? Vậy chính ơi, người ta thích chở cô gái ngồi sau ôm eo đi. Đúng rồi. Đi gần gần thôi, đi xa không có chở. Cái nón số 2 mở ra cái thơm phước cái mùi một làn tóc. Mấy chương trình phát ba tờ giấy A4 muốn nói gì nó biên vô đi chứ ba đứa nó nói cùng một lúc. Giờ anh mời Minh Tú nè. Em hơi kiểu bị do dự ở cái khúc mà bạn có những cái cử chỉ về cái khẩu hình miệng của bạn. Khẩu hình miệng như thế nào? Em... hồi nãy em cũng có để ý thấy cái phần đó. Không có tự nhiên. Hơi ngại ngại. Hot plot. Hot plot. Chứng khoán mà anh. Chắc mới đập thùng mới khui ra làm cho tới chương trình luôn sáng loáng chưa bị trầy luôn. Thôi vậy là nhiều khi có chủ nha. Đi đó. Ê ê. Sao sao à? Sao à? Gì vậy? Gì vậy? Sao à? Một đường xăm ngay đây, chữ không. Chữ gì vậy anh? Đã có chủ ha anh? Đó là chữ journey. Hành trình. Ê. Anh ơi, anh dạch bên đây giùm em có cái chữ ending không? Sao vậy chị? Sao ending vậy? Kiểu chạy hành trình xong rồi hết game cái ending. Kết thúc hành trình. Để em xăm cho chị chữ ending này. Chán ghê luôn á, lát hồi nữ chính người ta không chọn được ai là do ba đứa mình đó. Chắc tôi chết quá thiệt á. Khách mời ơi, nói cái gì cho nữ chính người ta sáng ra chứ nói sao mà cuộc đời người ta đi về ngõ tắt luôn thiệt á. Thì hỏi không có là tốt rồi. Do bạn nào? Cấp cái nón cho hửi cái được không? Sao mà đòi hửi nón người ta rồi mới đón là thôi, sao? Em coi cái nón nó có phải là mùi một làn tóc hay không? Làn tóc rồi sao? Lỡ nghe cái mùi mà quyến rũ lãng mạn thì đó là anh có chủ rồi. Ủa mắc mớ gì, độc thân có được mùi lãng mạn quyến rũ không? Chắc không cho người yêu người ta cái đầu chua, thiệt á. Người yêu đầu chua nhiều khi một vài bữa thôi. Quan trọng là cái nón bảo hiểm thứ hai là mùi nam hay mùi nữ nè. Thì bây giờ mới ra hửi. Chị này. Chị ra hửi đi rồi báo chị. Cái gì đâu mà người ta tới chương trình cái đầu hửi người ta hoài à. Quan trung tuổi tuất mà. Quan trung tuổi tuất mà. Người ta tuổi tuất một chút xíu thôi. Thôi giao bạn đi. Anh trợn mắt nhìn tụi mình nè kìa. Em nói thiệt, chỉ cần chấn cái mô tô nó vô cái lồng ngực ba đứa em là ba đứa em xỉu liền. Các em gái cứu giùm anh. Mười bảy phần trăm màu tím. Chúng ta đến với nhân vật cuối cùng. Chào em, anh là Hữu Duy, chàng trai nhân mã vui vẻ, yêu sự tự do. Nhưng giờ lại muốn bên em thì sao? Giờ lớn thôi, giờ nhẹ nhàng nha. Nhà sinh vật học. Anh là một dược sĩ, nhưng em hãy tưởng tượng nhé. Một dược sĩ mà lỡ bước vào con đường nghệ thuật, làm người mẫu, diễn viên và có một studio nho nhỏ thì như thế nào nhỉ? Là một chút. Đó là công việc. Còn cuộc sống sau những khung hình của anh thì cũng rất là bình dị. Niềm vui của anh là chăm sóc cây và ngắm chúng lớn lên từng ngày. Đó có phải là một sở thích lạ kỳ không em? Anh có một ước mơ là một ngày nào đó mình đứng trên sân khấu hát cho khán giả, cho những người yêu thương mình nghe. Ngày nào anh cũng học hát, tự thu, tự quay rồi nghe lại. Nếu hôm nay nghe có dở thì ngày mai mình làm lại. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước. Anh tha. Đối với anh, công việc thì mình phải cố gắng đạt được. Còn tình yêu thì mình chờ duyên số vậy. Duyên số của anh là ngày hôm nay nè. Đưa tay đây, anh dẫn về ra mắt mẹ nhé.
Đưa tay kìa chú. Ý trời. Lẹ vậy. Tình cảm á. Tú thấy làm sao em? Em thấy bạn này rất là nhẹ nhàng, có một cái gì đó nó rất là mềm mại. Cái khúc mà bạn ấy ngồi trên cái background á là thấy rõ rồi. Cái ánh sáng dạ lên nó hơi tím tím đó. À, ủa có phong thủy đó luôn hả? Bạn này đang mang một cái nét đẹp nó bồng bềnh và nó dễ vỡ hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ok, mời em vào bạn. Em suy nghĩ xíu đi anh. Ok. Thế như em thấy trong mắt của bạn có nhiều tâm sự á, và cái tình cảm nó bằng với tụi mình. Nghĩa là cảm xúc của bạn bằng với phụ nữ, ý em là vậy đúng không? Em cảm được cái điều đó. Bạn này hơi tím tím vậy. Dạ. Trúng. Em ra mắt gì với mẹ đó. Nhiều khi đưa tay không biết là đưa tay cho con bé hay đưa tay cho Quang Trung. Một là đã có chủ, hai là vừa có chủ vừa vậy luôn. Vậy luôn. Có một cái sự trồng cây mà cây kiện nhá. Sen đá được. Hồi nãy lúc mà trồng cây em thấy cái ngón út của bạn nó cong lên một cách vô thức. Và không phải đàn ông nào cũng có thể cong vô thức như vậy. Nó không em làm chủ được. Em nghĩ chắc là cũng hơi ánh ánh tím nhẹ. Em thì em thấy nó đậm đó chứ. Nó không nhẹ đâu. Mỗi người có một ý kiến ạ. Ủa? Hình như 4 người một ý kiến ạ. Dạ. Các bạn ý kiến thế nào? Wow, nhiều quá. 49 độc thân. Tới 40 LG bờ tờ lận. Ok, chúng ta đã có kết quả của cả 5 bạn rồi. Đây là lúc mà cô gái của chúng ta sẽ phải lựa chọn một anh chàng không phù hợp nhất với mình. Anh ta sẽ phải chia tay với cuộc chơi này. Em xin phép là em thấy anh là một người tình cảm, nhưng mà em xin lỗi ạ. Chàng trai nào sẽ là người phải lộ diện đầu tiên? Chúng ta hãy chờ đợi sự chọn lựa của nữ chính nhé. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion, tải app ngay. Người ấy là ai? Em xin phép là em thấy anh là một người tình cảm, nhưng mà em xin lỗi ạ. Anh Thành Lĩnh ạ. Ô. 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 Ồ, oh, một lựa chọn amazing. À không, bạn không thích cái người thứ tư mang tên bắt đầu từ chữ L nữa. Bạn không thích lặp lại. Để coi coi lựa chọn của bạn có đúng hay không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau phần lộ diện. Cảm ơn các bạn. Em cho anh biết là lý do vì sao em chọn anh số 4 ạ. Nhìn anh ấy kiểu hơi ngoan quá. À là em thích về bad boy hả? Bad boy nhưng mà bad vừa thôi. Em thấy bạn đó đâu có ngoan lắm đâu. Anh ấy cũng phóng khoáng. Em cảm giác là như thế. Ê, chọn mô tô không ai ngoan hết á. Thành Lĩnh là kiểu trải nghiệm nhiều. Bà sợ người ta làm đau mình. Nhưng mà vẫn thích bad boy. Đúng rồi. Thích bad boy xong rồi lại sợ làm đau. Đây là gu bad boy mà. Hay. Con gái trong cuộc đời này nó như thế đấy. Nhưng mà hư hỏng một chút mới vui. Tại bạn này cung bò cạp mà anh, thích chinh phục lắm. Thì đấy, thích hư hỏng đấy. Đến lúc nó hư thì mình hỏng thôi. Rồi bây giờ mọi người cho tôi một cái màu trước khi anh ta trở lại sân khấu, xin mời. Tất cả đều đã có chủ, riêng em gái là LGBT. Ok, chúng ta cùng gặp lại Thanh Lĩnh. Rồi xong. Anh đã thấy chính anh ta trao cho ai chiếc hôn. Người đó chẳng phải em đâu. Mà dù đêm hết phút giây đêm qua đến nói với em,
Nhưng có lẽ em chẳng tin là do em thôi đó. Baby, I tell you là do em thôi đó. Baby, I tell you là do em thôi đó. Baby, I cái này không có twist đâu. Có kìa anh ơi. Chưa hết đâu, còn đó, còn đó. Màn hình đổi tiếp đi ạ. Ô, màn hình đứng luôn rồi. Chào em. Dạ em chào Nhân Thành ạ. Chào bạn nữ chính và chào bạn cố vấn cũng như là khán giả đang xem chương trình ạ. Em có thể giới thiệu một tí về bản thân mình, em là ai và vì sao em đến với chương trình? Em tên là Phan Thành Lĩnh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến đây vì hai điều thôi. Điều thứ nhất á là một câu nói của mẹ em. Đó là tài sản quý giá nhất để lại cho con chính là ký ức đẹp đẽ với gia đình. Điều thứ hai á là vì hai người rất quan trọng trong cuộc đời em. Nếu không có hai người đó sẽ không có một Phan Thành Lĩnh đứng đây ngày hôm nay. Hôm nay em đến đây cùng gia đình nhỏ của em. Mời bạn mời họ ra được không ạ? Cái điều này đáng surprise nha. Bây giờ em có thể khẳng định cho mọi người biết em là trong nhóm nào khi đến với chương trình ạ? Em là B ạ. Bạn ấy là bisexual. Ôi mà hai bạn gương mặt giống nhau thế nhở? Nét phu thê thật luôn ấy. Ồ, anh nói mới để ý thấy giống thiệt. Hiện nay hai bạn đang sống với nhau với danh nghĩa là vợ chồng luôn hả? Mọi người có thể gọi em ấy là Nguyên Bắc, nhưng với em á, em gọi em ấy là vợ. Và thiên thần đang ẩm ở trên tay của em ấy á là Phan Khôi Vĩ, con ruột của em. Trước tiên em gọi lại cái ký ức này ngay tại sân khấu ngày lai thì em một lần nữa xin lỗi bác. Bé đến với em là một cái lỗi lầm của em ở quá khứ. Em có sau lưng bác làm những việc không tốt với một cô gái, và cô gái đó chính là mẹ của bé, đang ở đâu đó trên thiên đường.
thiên đường. Ủa, là bạn đó không còn nữa à? Đợt Covid vừa rồi, không may. Dạ, chia buồn cùng với em. Nếu tiện thì Lĩnh có thể chia sẻ một chút những cái cảm xúc, cái giai đoạn đó bạn với bạn Bách này đã gặp phải cản trở nào hay là một sự bão hòa nào trong tình yêu mà khiến cho bạn phải có một cái hành động với một cô gái ở ngoài. Cái điều đó là vì cái gì? Chắc là đưa cho Bách bế em lại. Ok, rồi. Ồ, xin lỗi em nha, xin lỗi em nha. Rồi, em đang ngủ mà. Hôm nay Bách ẵm bé trên tay một cách rất là thương yêu và Bách cực kỳ vĩ đại. Cảm ơn bạn đã nó thật sự rất là ấm áp trong cái trường hợp này. Ok, xin lỗi em. Rồi. Thời điểm đó với em không phải là bác làm việc gì có lỗi với em hết. Từ trước đến nay cái chuyện của em với bác á đều là do em hết. Đến ngày hôm nay khi đứng ở đây thì ngoài cái tình yêu mà em dành cho bác ra thì còn cả lòng biết ơn nữa. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ tạm chia tay với Bách để cho Bách đưa em vào nghỉ ngơi nha. Trước đó em với bạn đó đã học chung với nhau đại học rồi. Sau đó thì gặp lại ở một cái tiệc đám cưới. Thì em với bạn có quá chén và em có đưa bạn về. Bạn cũng nói cho em biết bạn có cảm mến em từ hồi học đại học. Rồi sau đó tụi em cũng có quan hệ với nhau một khoảng thời gian ngắn. Đến khi bạn cấn thai á, thì lúc đó em mới quay về lại bên cạnh bác và thú tội hết mọi chuyện. Wow, Bách thật sự là quá là bao dung. Điều gì khiến cho Bách có thể mở rộng cái tình yêu của mình và bao dung của mình đến như vậy? Khi mà biết cái chuyện này á, thì bản thân mình cũng có hoang mang. Nhưng mà sau khi em suy nghĩ lại thì em cũng có gặp mẹ của bé và em thuyết phục Lĩnh và mẹ bé là nên cho bé một gia đình. Cái lỗi lầm của người lớn thì không thể nào mà để cho con trẻ phải chịu. Khi mẹ bé mất thì mẹ có để lại một bức thư nhờ em chăm sóc cho anh Lĩnh và bé. Nên cái việc đó làm em phải thương yêu và chăm sóc bé nhiều hơn. Cao thượng luôn ấy. Cho anh hỏi Lĩnh là lúc đó là vì em muốn trở lại với Bách hay là em cảm thấy là em không thể tiếp tục gắn kết với cô gái đó? Thật ra người đủ tư cách ở đây nói quay lại hay không không phải là em mà là Bách. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Bác đã đồng hành với em 6 năm rồi. Những tổn thương bác đã có, đã từng ấy năm, hạnh phúc một đời á vẫn là quá ngắn. Nhưng chịu đựng một ngày á đã là quá nhiều. Và với bạn nữ đó, em với bạn chắc chắn một điều rằng em không thể nào cho bạn một mái ấm được hết. Nên em không muốn tiếp tục cái mối quan hệ với bạn. Và bạn cũng biết rõ em với bạn không có tương lai. Nên ngày hôm đó quay về, bác là người bao dung cho em, tha thứ cho em. Đó là đến tận bây giờ em vẫn có bác bên cạnh. Em nghĩ đây là tình yêu thật sự. Gia đình mình có biết không và có ủng hộ không? May mắn của em và cả bác là được cả ba mẹ hai bên đều ủng hộ. Và cuối năm nay tụi em sẽ tổ chức đám cưới ở Đà Lạt. Bởi vì nơi đó là nơi em với bác lần đầu tiên gặp nhau. Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là thành thật câu chuyện của mình. Ít ra tôi thấy rằng là bạn cũng còn có cái sự đàn ông dám làm, dám nhận. Cả Bách cũng đã từng bị tổn thương và cả cô gái ở trên thiên đường kia cũng đã từng bị tổn thương. Nhưng mà chúng ta cũng không trách nhau nữa. Chúng ta chỉ sửa lại cái sai đó thôi.
thì tôi hy vọng là khi bạn hứa với Bách những gì thì bạn có thể thực hiện được cái điều đó. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình ở Người Ấy Là Ai. À, bây giờ xin mời bạn cho cô gái của chúng tôi một lời chia sẻ trước khi chúng ta chào tạm biệt nhau nào. Anh có một câu muốn nói với em là một người đàn ông yêu em thật lòng á sẽ không bao giờ để em ở trong bóng tối. Cảm ơn Bách đã rất là bao dung. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình. Chúng ta vừa có một câu chuyện khá là phức tạp phải không thưa quý vị? Tôi nghĩ rằng là những cái người ở trong cái nhóm mà bisexual đó, họ luôn luôn có những cái tâm lý cực kỳ phức tạp. Mặc dù là cái bạn Lĩnh yêu bạn Bách, nhưng mà trong cái cơ thể của bạn Lĩnh đâu đó nó vẫn còn có một cái người đàn ông ở trong đó, cho nên vẫn say nắng với một bạn nữ khác. Cho đến khi bạn ấy nhận ra là cái tình yêu thật sự của bạn ấy là bạn Bách thì bạn ấy quay trở lại. Đã từng có lỗi thì nhận lỗi thôi ạ. Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn thông cảm hơn cho bạn Lĩnh. Cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 sau ít phút giây lặng. Chúng ta đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Thưa quý vị, vòng 2 là vòng thi về thể chất. Chúng tôi sẽ mời lên sân khấu cả 4 vị khách mời. Mỗi người lựa một anh theo đúng khẩu vị. Oh. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi copy pass. Oh. Copy pass. Như các chị có thể thấy lờ mờ bằng đôi mắt đã bắt đầu luống tuổi của mình. Ủa anh Thành ơi. Alo, alo anh ơi. À, bằng đôi mắt trẻ trung của mình. Yeah. Thì trên sân khấu là một cái gương. Yeah. Bên này khách mời làm cái gì thì bên các bạn nam phải làm y như vậy. Hãy làm những động tác, những thái độ mà làm cho người đàn ông phải lòi ra những cái không cần lòi. Wow. Ok. Vậy là mình lôi cho họ lòi ra. Lôi để lòi. Yeah. Ok. Và bây giờ ai muốn xung phong lên thưởng thức trước ạ? Em đề nghị Quang Trung. Trung à. Trung yeah. là phải xung lên yeah. đi cưng. Trung là phải xung lên đi cưng. Em được phép chọn một người theo ý của em. Dạ yeah. Bữa nay dòm Trung như nhà ảo thuật khi đứng trên cái gương đó thiệt. Dạ yeah, anh. Bây yeah. giờ mà nó móc chim một câu nó liền lên đó. Thôi là tôi nói nó đó chứ không ai trên. Ồ anh nói em mới thấy giống thiệt luôn á. Dạ yeah, em sẽ chọn anh Thái Hưng ạ. Style của Trung là lúc nào cũng lịch lãm và thư sinh nha. Trung ơi, hãy vận dụng hình thể mà em đã học được trong những năm ở trường sân khấu nào. Bắt đầu. Nope. Cảm ơn Quang Trung. Yeah. Cảm ơn. Em tới đoạn mà em hưng phấn quá rồi. Thôi được rồi. 1, 2, 3.
is king, I rule. I rule. Yes, sir. Em sợ là bên này không lòi mà bên này lộ ra. Không, bên này nãy giờ nó muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Ê, em rớt cái gì ra vậy, lụm giùm em với. Nhân cách. Em rớt một nhân cách rồi hả? Ồ, khó lụm lợ lắm em ơi. Ngoài ra chị còn thấy nhân phẩm em dưới ghế nữa. Như ơi, em lên không chừng em không còn cái gì luôn nha. À, mọi người có gì lụm lại giùm em nha, tay em. Cuộc đời em chưa bao giờ tiếp xúc được với những anh có râu. Em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tính. Tăng tình 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 tăng tăng tăng. Em xin mời anh có râu ạ. Mình bắt đầu nha. Mình bắt đầu nha. Em biết em si tình. Đúng rồi, bắt đầu. Rớt cái xương sống rồi. Quá Như ơi. Thank you, thank you. Được rồi, Như đã coi đủ rồi. Như nó sexy chứ nhờ. Sexy quá làm em áp lực luôn. Rất chứ nãy giờ mà bận cái quần da nữa là. Dạ đúng rồi, Như một con mèo. Trời ơi, là nó lăn luôn ra sân khấu đó trời. Đâu, ơi. Đâu, nếu như em mặc bộ đồ đen là em qua em quện ảnh luôn rồi. Quện ảnh luôn rồi. Thôi 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 thôi. Không, của khách không, mời kiểu, em kiểu ơi. Ơi, tới giúp bạn chứ không giúp mình. À em hiểu rồi. Tú lên đi cưng, chị cuối cùng cho. Ok chị. Đây nè, model làm nè. Mời bạn Thành Đạt. Em sử dụng tất cả kỹ năng của model của em coi. Wow. Ok, music. Ok 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 ok, tới đó thôi, tới đó thôi. Tôi nói nhỏ là em của tôi hên, tôi lên tôi định nói rồi. Làm cái chiêu đó lỡ tay nó chọi vô mặt. Lỡ mà đang tức tức cái
gì là em nhắm em chọi luôn. Thiệt á, tôi đang lo nó đi vô cái bông vô mặt cái bất tỉnh. Trời ơi khờ quá em gái. Về em ơi. Ôi em đó hả, anh áp lực quá. Áp đó, áp em đó. Sợ em không dẻo bằng số 5 nha. À, số 5 quá. Chết em rồi, cho em cái nhạc hồi nãy nha. Lên ấy ơi. Này đoạn trước hay đằng sau vậy? Dạ em đoạn trước đó là cái con Valak đó em. Trong phim The Conjuring đó. Cương đợi được không em? Đúng rồi. Nhạc lên đi ạ. Ủa là sao? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi thấy là các thí sinh chưa làm nhiệt tình nha. Đúng rồi ạ. Ok. Sau một quá trình mà các chàng trai đã sao chép động tác một cách không thể hời hợt hơn. Đúng. Chúng ta bắt đầu bình luận với Thái Hưng nào. Dạ thấy như sao? Mời Tú. Mời Tú. Em nghĩ là anh này không tím đâu. Chắc chắn thì anh này có hơi một chút xíu e dè. Kiểu như là không một cái ranh giới á. Em nghĩ là đã có chủ. Không dám buông lụa phải không ạ? Quá hợp lý luôn. Cả Như ạ. Chàng trai này có những giây phút á, bạn chơi với mình á, bạn giữ lại cho mình một cái gì đó, bạn sợ lộ ra. Sợ lộ. Cái lộ đó lại không nằm ở giới tính mà nó nằm ở cái chuyện là bạn đã có chủ rồi. Những cái nụ cười và những cái nét mà bạn tương tác với Quang Trung á, là Như thấy có một cái sự đàn ông. Ok. Dạ, em nghĩ giống Tú á, đã có chủ. Trung. Dạ em cũng thấy anh Thái Hưng rất là tự nhiên, rất là vui, mọi thứ rất là bình thường. Chốt. À, em nghĩ chắc độc thân. Dạ. Với cái nhận xét nông cạn của Quang Trung. Dành cho bạn Thái Hưng thì em nghĩ bạn đã có chủ rồi. Ủa sao bà tóm từ cái người ta nói vậy? Nghĩ sao không có độc thân được. Thế giờ nãy nghe hai chị đây nói không? Có cái gì đó nó e dè. Bây giờ đọc hay không khán giả thử. Các bạn bình chọn xem nào. Năm mươi chín phần trăm độc thân, 35% đã có chủ, 6% LGBT. Ok, chúng ta đến với anh chàng thứ hai. Tôi thấy bạn số 2 này thế nào? Em mới nhìn bạn cái bạn. Em lên được không anh? Đứng gần hơn xíu đồ. Ngó cái phải không? Ngó lẹ rồi về nha, nhanh nha. Ủa nãy có lên rồi mà. Nhưng mà hồi nãy là gì? Thôi đi sang lên, không có chợ nè, Tú nè. Thôi không có hung ta nè. Ngó này. Ngó gì dữ vậy trời. Trời đất ơi. Tôi nhìn vô ánh mắt, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Em ngó đàn ông mà như ngó hồ cá vậy đó. Đúng để rồi. Sát cái mặt em vô vậy đó. Em lịch sự lắm cái lên vậy nè anh. Em đại diện cho con em của em. Em lên em định giá. Định giá. Sao rồi chị? Sản phẩm đó em thấy như thế nào? Nhiêu nè? Đàn ông nha. Rồi. Có cái nét nó hơi sexy sexy nè. Mà nãy nhìn vô đôi mắt không dám nhìn thẳng, chớp hoài à. Mắt nhỏ buồn ngủ, quay tới giờ này nó buồn ngủ rồi. Cái gì? Có chủ hả? Bạn này
chắc chắn không phải là có vợ mà có bạn gái rồi. Tại vì cái lúc mà em nhìn bạn ấy, bạn không có nhìn thẳng. Bạn khinh em hả? Không, con mắt bạn đơ ra kiểu đơ. Như bạn không có dám đúng. Nhìn thẳng. Thí dụ mình là phụ nữ đẹp thì ít ra cũng phải giỡn giỡn mình đi đúng không? Khoan xí xò, hồi nãy bạn nhìn thẳng em mà anh. Bạn có né em không, đâu. Không, bạn không xem bà là phụ nữ. Đừng nói gì tội dạ. Dạ, em xin lỗi. Nó tò mò, nó tưởng con gì ấy. Nó phải có là, ồ, thật ra ở ngoài đời có cái cô này cô ra làm sao á. Tại vì bình thường cũng vui quá kiểu không, vậy. Không, không, tính ra anh nói vậy xúc phạm hơn em. Vậy hả, nhưng anh cũng xin lỗi. Dạ, cái bạn này, bạn có những cái phản ứng với những việc mình nói nó rõ ràng lắm. Bạn có những cái đó thì em lại nghĩ bạn này là một cái người độc thân nha. Giống như là nói mình mà sai là quạo đó. Thể hiện cái bản tính của mình rất là rõ ràng. Kiểu luôn. Làm ơn cho tôi tới với người ta đi, đừng có bàn ra nữa với bà thím. Và bạn này là một người tới đây có mục đích, em nghĩ là bạn độc thân. Suy luận có logic. Cũng đúng nha. Tôi chưa bao giờ thấy bà có một cái ý kiến nào mà bà bảo vệ tới cùng. Ô, từ lúc tôi quay phim tới giờ ai nói cái gì nó cũng theo hết trơn á. Mà lập luận đúng. Em có chính kiến giùm chị đi. Chính kiến của em thì bạn không có tím đó. Cái đó là chính kiến của em. Cái gì ghê không? Rồi, ok. Rồi để em tập trung. Quang Trung. Em nghĩ anh này chắc là độc thân. Nhưng mà cái thân ảnh có độc không? Cái thân ảnh hả? Có độc luôn, có độc luôn. Có độc nhưng mà có độc nha. Mà quan trọng là cái độc của ảnh nằm ở chỗ nào. Để người ta khám phá bà khách mời mà bà cũng đòi biết cái độc của người ta. Rồi sao vô bản nè. Chị kìa. Tới bà. Ôi, với cái suy nghĩ non nớt của Quang Trung thì em nghĩ bạn này đã có chủ. Khán giả nói bà nữa kìa. Khán giả thấy chị non nớt dần rồi đó. Người ta nói là không ai tắm trên một dòng sông hai lần. Thì em nghĩ bạn này độc thân à. Dạ, anh thấy không? Em nghĩ bạn Quang Trung phân tích rất là logic. Anh xin lỗi, anh cứ tưởng em là người duy nhất cho đến khi anh gặp người tệ hơn. Em truyền lại vương miệng danh hiệu cho chị. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Không, em thấy Trung... Chị đừng có chỉ gì qua em nữa hết. Chị thấy em logic lắm em. Em với chị không cùng phe. Trung nó sợ em dần nữa vậy. Mời khán giả. Sắm bảy độc thân nha. Chị độc thân không hả? Chị có mình em đã có chủ rồi hả? Không sao, mỗi người một ý kiến. Anh lắc đầu. Là em sai. Vẫn hay không sao ạ. Anh thứ ba. Thường á, đàn ông á, họ sẽ rất là tự nhiên. Nếu như bắt họ làm này làm kia thì anh này anh có cái sự tự nhiên trong đó nha. Mặc dù là có cái sự hời hợt, có thể là do bộ đồ nó dướng díu hay như thế nào, nhưng mà trong mắt của anh có một cái sự là khao khát làm cho đúng động tác. Ông này là vui nhất nè. Mấy ông kia vậy mà còn khép hơn ông này đó. Dạ, không có bỏ rơi em một nhịp nào hết. Em thấy được cái sự cố gắng của ảnh. Ảnh là một cái người chịu chơi, rất là open với tất cả những thứ mà người ta đưa đến. Và cái ánh mắt của bạn á, đến đây nó không có cái gì mà giấu giếm hết á. Cái ánh mắt của bạn đã đứng ở đây rồi. Đúng rồi, nó rõ ràng quá. Nếu như mà bạn có người yêu hay có vợ rồi, bạn nợ Như một lời giải thích tại sao bạn nhìn cái cô gái này nhiều như vậy. Như dành cho bạn độc okay. thân. Có râu chứng tỏ sống lâu. Ok, độc thân. Tiếp tục ạ. À. Dòng một em nghĩ là bạn này đã có chủ. Nhưng từ cái lúc mà chị Như nói, lúc nào cái ánh mắt của bạn này nè cũng hướng về cái cô gái này. Hoặc là khi mà mọi người nói cái gì á, biểu cảm trên gương mặt của cái anh này á, có một cái nét ngại ngùng. Nhưng mà trong cái ngại ngùng đó là có suy nghĩ lý do vì sao mình đến đây. Em nghĩ là anh này độc thân. Ông này lại gần nhìn cái mặt có duyên lắm à. Đẹp trai mà anh. Tiếp nào, Quang Trung. Anh này đã có chủ. Tại sao? Với cái sự thể hiện của ảnh á, rất là tự tin. Và em nghĩ anh đến với cuộc chơi này cũng để vui thôi. Và cũng thấy thoải mái lắm. Cho nên là một vài ánh nhìn hay là một vài cử chỉ nó cũng không là cái gì đâu. Em nghĩ chắc là đã có chủ á.
thì có nghĩa là anh ta có chủ rồi, nhưng mà anh ta cố tình nhìn cô gái đánh lừa chúng ta. Còn nếu mà như những gì Khá Như nói thì người ta tới đây người ta rất là năng nổ trong cái việc là người ta nhìn cô gái để người ta được ở lại. Rồi ông Trung ông nghĩ là người ta có chủ, ông loại người ta luôn. Với lại okay, em cũng hơi mờ mắt quá, em thấy anh nhìn ai vậy ta? Đang nhìn em cay cú lắm. Cái gì nữa? Dạ. Em thấy thực sự Trung non nớt. Anh thấy Trung non nớt nhưng em chậm chạp và già nua. Rất là lâu để đưa ra ý kiến. Thật ra thì em cũng nghĩ là bạn này độc thân, nhưng mà sao em thấy ở trong bạn này có cái gì đó nó ủy mị nha, làm em bị phân vân giữa màu xanh lá và màu tím. Anh ơi, em nói ở phần cái đôi mắt thôi anh, còn cái phần dưới rúng em không nói tới. Cái đồng hồ này là ảnh chọn theo cái style rất là sporty. Hiếm mà tôi nghĩ là cái màu tím mà lại chọn cái style đồng hồ này. Thế thì còn nói gì nữa. Dạ xanh lá. Nó làm gì có chính kiến anh chị, mời nó tới làm cái gì vậy? Tức thiệt chứ. Khán giả hay bình chọn. Tội nghiệp cũng xịn quá à. Wow, xăm sáo độc thân nha, cũng nhiều nha. Ok, and the last one. Bạn này là bị over makeup nè. Chứ bạn này mà tháo phấn ra cái mặt bạn trẻ hơn đẹp, nhiều, nhìn dễ thương hơn em nhiều. Em nghĩ bạn này đẹp dễ thương luôn á. Bạn này là không có hợp vest, bạn này là hợp street style. Mặt hợp, rất là BB. Mời Minh Tú. Cùng một lượt luôn không? Một lượt luôn hả? Dạ vâng. One, dạ. Two, three. Đều quá, tuyệt vời, cảm ơn các em. Lắc đầu rồi kìa. Lắc đầu. Cái lắc là sao mà đoán được hay thế? Mời khán giả. Sống môi nha. Em gái, là lần thứ hai mời em đứng dậy. Lừa cho anh một người sẽ không tiếp tục đồng hành với em. Suy nghĩ kỹ nha em, phàn vội nha. Nhìn qua một lượt nào. Ở đây em thấy có một chàng trai rất là dễ thương, nhìn giống như kiểu chàng trai nhà bên ấy, mang lại cho em một cái cảm giác là một người bạn thân. Anh. Bạn Thủ Duy. Bạn đã được lựa chọn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau phần lộ diện. Xin cảm ơn bạn. Tôi đang có linh tính là chúng ta đúng nhờ. Em thấy sao ạ? Cũng giống như mọi người chứ. Bạn này mang lại cho em một cảm giác rất là quen thuộc. Giống người yêu cũ của em quá. Hả? Người yêu cũ của em cũng làm trong ngành y dược và cũng thích nghệ thuật và cũng kiểu bay bổng y như bạn ấy. Nhưng mà vì sao em chọn? Thì là vì giống quá, ai lặp lại sai lầm hai lần ạ? Ví dụ như em yêu được một cái người yêu cũ thì kiểu gì cái người đó cũng có một cái gì để thuộc về cái gu của mình, đúng không? Hai người khác nhau mà. Em thích những trải nghiệm mới. Không, em nghĩ là cái bạn đó so với bạn này thì bạn bị trẻ con hơn. Cái đó thì maybe, tại cái gương mặt hơi con nít chút xíu. Cô gái này cô thích bad boy nhưng mà phải từng trải hơn cô này. Thế cho anh một cái bạn mà em nghĩ đi. Tìm nha. Xin mời các khách mời. Tất cả chúng ta cùng tìm. Lần này em vẫn giật.
lúc mà mấy anh chị nhảy cái em có qua nói em nói ơi chắc độc thân rồi quá à. Nghi nghi cái màu này rồi. Thôi bây giờ đại diện gia đình xin lỗi em. Cái gọi là 1, 2, 3 đều tai dơ bản đồ. Cái gọi là em có cảm giác năng lượng cùng tần số đồ. Người ta là một chàng trai phong lưu nho nhã, đến đây đi tìm kiếm chân ái. Vậy mà bốn cái bà thím lội người ta ra không thương tiếc. Em cho chị hỏi, em sinh ngày mấy tháng mấy năm mấy? Em 28 tháng 11, 1997. Một chàng trai nhân mã. Của ba số 1 à? Đường đời số 1 là một con người thủ lĩnh. Wow, sao số tôi mấy biết? Thì cũng loại người ta rồi. Loại người ta rồi, ngồi đó tiên tri gì nữa. Em mà biết trước là số 1 thì cái radar của em nó đã tốt hơn. Bởi em quen mấy chàng trai cũ đó sinh năm mấy? 1995 ạ. 95 mà đây 97. Là đáng lẽ là có được trải nghiệm mới rồi, không chịu. Em là ai, tên gì, tại sao em đến đây? Em là Hữu Duy ạ. Hiện tại là diễn viên, người mẫu và kinh doanh studio. Ngày hôm nay em đến đây vì mục đích tìm một người phụ nữ cho đời mình. Em đã biết cái bạn nữ này trước đó chưa? Trước đó thì em chưa biết. Sau khi ra sân khấu em gặp bạn nữ này thì em có suy nghĩ gì về bạn? Thì em thấy bạn này là một bạn gái rất là tự tin trong cuộc sống và rất là thú vị. Em gái em nghĩ thế nào về bạn trai? Em thấy bạn là một người có nét thú vị ngầm. Mà cái sự đứng im của bạn em chưa có thể nào phát hiện ra, mình xin lỗi ạ. Chào em. Dạ, chị đại diện cho các em chị ở đây xin được cúi đầu xin lỗi em, bởi vì đã đưa ra cái lựa chọn không đúng về em. Bây giờ thì chị muốn đền đáp lại cái lỗi lầm đó. Em nghĩ như thế nào về một mối tình lớn hơn em 10 tuổi? Em 97, đây là 87. Giống như là đền lại. Đền lại cho em. Đối với em thì tuổi tác không quan trọng. Wow. Em hốt về luôn không? Thằng bé nó chưa có nói hết câu. Nó nói là tuổi tác không quan trọng, nhưng mà quan trọng là đừng có quá nhiều tuổi. Dù gì đi nữa thì cũng đã loại nhau rồi, cho nên tụi em phải chịu trách nhiệm cho hành động của tụi em. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó, như bãi xe, cánh gà, hoặc là toilet. Anh ơi, có chỗ nào sáng sủa và thơm tho hơn không? Thì đại khái phim trường chỉ còn những chỗ đó là có cớ để gặp thôi, chứ giờ gặp ở đâu nữa nào, đúng không ạ? Nếu mà ngày hôm nay bạn nữ chọn sai thì em xin phép ở lại đợi bạn. Trời đất ơi, thấy thương không? Em ơi, nếu chọn đúng em có đợi chị Khả Như không? Chết rồi, giống người yêu cũ em quá rồi. Giống người yêu cũ em quá rồi, chết rồi. Mà người ta là diễn viên, đồ là vui lắm nè. Lại còn cung nhân mã nữa. Oops, rồi đấy. Nè, bây giờ nè, cho em cơ hội nè. Đứng trước mặt cổ, nói xong một câu gì đó ha. Xong, chào em, ngẩng cao đầu bước vô cho anh. Cho nó tiếc mình chơi, đi. Quá, đứng trước mặt nói đồ, gây vấn vương rồi vô. Đẹp trai quá. Nói đi em, nói gì gây tiếc nuối đi. Rồi ngoảnh mặt vô lạnh lùng nha. Em ơi, cuộc đời em có thể bay đi khắp mọi nơi, nhưng nếu có thể anh nguyện làm bến đỗ của em. Nhục cho chị chưa bao giờ được ai tả tính chị luôn đó. Quẹo luôn, quẹo trái luôn. Ô, không sao bắt tay à? Quẹo liền luôn. Em ơi, chị Như nè em. Bé không liếc em dù chỉ một cái. Tại vì người ta nói là bến đổ rồi, không thể đổ tới 2-3 cái bến được. Thì quý vị ơi, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chỉ còn 3 lựa chọn thôi, đã mất một người xanh lá cây rồi. Lựa cho kỹ, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Người ấy là ai? Ai? Người ấy là ai?
Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã còn 3 chàng trai. Họ sẽ bước ra, mỗi người sẽ có một hashtag, đó là một cái từ khóa. Các khách mời sẽ dựa vào từ khóa đó đặt câu hỏi cho anh ta. Và chúng ta biết các anh ấy là những người có suy nghĩ và tư duy như thế nào. Chúng ta bắt đầu đứng dậy nào. Bắt đầu với anh số 1. Hashtag là ít nhiều. Bắt đầu. Cái gì ít và cái gì nhiều ạ? À? Nói ít và làm nhiều ạ. Làm cái gì nhiều vậy anh? Bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho bạn nữ. Bạn nói ít và làm nhiều. Và làm là bày tỏ tình cảm đúng không? Đúng rồi. Vậy thì khi bày tỏ tình cảm, bạn bày tỏ bằng hành động hay là... Bằng hành động ạ. Hành động nghĩa là bạn không thích nói những lời yêu thương. Không có nhưng mà sẽ là ít. Tại sao bạn lại chọn hashtag ít nhiều? Tại vì mình là một người ít nói và mình muốn thể hiện sự quan tâm của mình qua những hành động. Mình sợ bạn nữ của mình sẽ bị tổn thương hay là hụt hẫng khi mà mình chỉ là một người biết nói mà lại không biết làm. Bạn ơi, khi bạn đến chương trình á, cái điều bạn muốn nhiều nhất đó là gì? Chính là chinh phục trái tim của bạn nữ. Cảm ơn bạn. Số 2. Khởi nguồn. Cái gì khởi nguồn cho anh đến đây? Khởi nguồn đến đây của mình là tình yêu. Sao anh biết ở đây có tình yêu mà anh đến? Hay quá vậy. Vì mình mong muốn sẽ có một tình yêu chờ đợi, mang sự ấm áp và yêu thương chân thật nhất của mình đến cho cô gái ấy. Anh đã khởi nguồn nhiều lần chưa? Chưa. Ngoài tình yêu ra thì điều gì trong cuộc sống sẽ làm cho anh cảm thấy khởi nguồn? Mình làm kiến trúc sư và mình luôn muốn sáng tạo và muốn bắt nguồn mọi thứ. Cảm ơn bạn. Xin mời người thứ ba. Hashtag là nhiều người yêu. Nhiều người yêu bạn hay là bạn có nhiều người yêu? Cả hai. Tại sao bạn lại chọn hashtag nhiều người yêu? Nhiều người yêu không nghĩa là yêu nhiều người. Điều đó không sai, giúp cho mình có kinh nghiệm, có bài học và để cho mình trở thành một phiên bản tốt nhất của mình. Nhiều người yêu nhiều giới tính không? No, only girl. Bao nhiêu đối với anh là nhiều? Một người thôi. Làm cách nào để người ta tin được đã có nhiều người yêu rồi bây giờ chỉ muốn có một người yêu? Hành động, ánh mắt và suy nghĩ, tất cả những cái mình sẽ thể hiện ở đây ngày hôm nay. Hồi đó giờ bạn có nhiều người yêu chưa? Có. Đủ nhiều để anh cảm thấy muốn dừng lại ở đâu đó chưa? Hết giờ. Lát gặp lại sau, cảm ơn các em. Rồi, chúng ta bắt đầu với Thái Hưng nè. Với nhân vật này mọi người thấy làm sao? Ở trong ba người đàn ông ở đây thì em cảm giác là bạn Thái Hưng khá là an toàn. Em thấy anh ấy rất là khó đoán. Trả lời cho có chứ không thật sự là có nhiều thông tin để mình có thể khai thác. Có nghĩa là mình không biết là cái sự ấp úng đó đến từ sự rụt rè hay là do có chủ rồi nên không dám trả lời nhiệt tình. Đúng rồi, em vẫn nghĩ Thái Hưng đã có chủ. Điều quan trọng nhất là em thấy bạn này không hợp với bạn nữ. Vì sao không hợp nào? Em cảm thấy là bạn này là một cô gái cần một cái người đàn ông có trình tự và có trật tự và có lý trí để sắp xếp bạn lại. Nếu như nó không hợp thì anh đồng ý. Nhưng mà anh cảm giác cái anh này lại là cái anh sống có trình tự chứ nhỉ? Dạ không, cái ý của em đó là cái chàng trai mà làm chủ được cô này là chàng trai phải sành đời, đã từng bad boy. Đó, thà em nói và anh đồng ý hơn là tại vì anh Thái Hưng này theo anh nha là đàn ông cơ bản, lịch lãm, đàng hoàng, gia đình. Anh hợp cái style đó hơn là đã từng là bad boy, bây giờ hoàng lương. Chỉ có good thành bad chứ không có bad hoàng lương. Trời ơi, anh đây. Chứ em nghĩ anh hiền lành lắm hả? Oh, you so bad. I'm so bad. Oh, really? Chứ mình chơi đủ rồi thì tới một lúc nào đó mình cảm thấy là mình nên làm một cái gì đó hợp lý cho gia đình thôi. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà không chơi á, giờ này tuổi anh mới lòi ra chơi cái người đó mới khó quay đầu đó. Trẻ không chơi già đổ đốn thật em. Mà Quang Trung, người đàn ông này là anh Thái Hưng, anh thấy cũng khá là điềm tĩnh, có vẻ ổn định, có cái gì đó rất là cho mình tin tưởng. Đó là gu em á. Dạ không. Em đem về cho em luôn đi. Không, em không có nhu cầu. Tiếp nè, được rồi. Anh này như đấy đủ rồi. Next one đi. Em số 2 anh Vũ Duy đi nè.
Bạn này thì em khá là lo lắng chút xíu nha. Bởi vì cái ánh mắt ủy mị đó em sợ nằm trong cái khung màu tím đó. Còn ngoài ra thì tất cả những cái gì mà bạn show ra cho mọi người thấy thì mình thấy cũng khá là ổn ha, về ngoại hình, về tài chính. Em thấy anh này nhìn vào thì khá thú vị với lại em. Em sẽ dễ dàng cảm thấy là có cái sự kết nối với lại cái anh này. Nhưng mà cái anh Vũ Duy này có cái khả năng nào đó tim tím đó đúng không? Không, em không nghĩ vậy. Anh này là một người có nhiều trải nghiệm trong tình cảm á, cũng như là trong cuộc sống. Có thể anh này á hiện tại không phải là cái gu của em, nhưng chị nghĩ nếu như em mở lòng em trải nghiệm á một cái gì đó mới thì anh này á khá là phù hợp với em. Mà anh này chị cảm thấy anh không phải là bad boy. Em lại thấy anh này có bad boy. Tại sao mà chị nói cái anh này phù hợp với em nhất là bởi vì em là một người bản năng. Cái anh này anh có một cái sự đầm mà rất là sâu. Khi mà em đang quá nhanh, em nhìn thấy ảnh em tự động em sẽ chậm lại một chút. Cái sắp xếp cuộc đời không phải là cái chuyện mà người ta sắp cho ngay ngắn, không phải. Sắp xếp là làm cho em tỉnh táo lại, em biết cái nào trước, cái nào sau thôi. Tự động luôn á. Giống như người ta chạy một đường rần. Đi vô cái phố đi bộ Tự An, đi bộ thấy mình bị lạc lõng á. Tự động biết đi bình thường. Ở anh này có cái điều đó nha. Nhưng mà chị có thấy ảnh tím không? Hơi. Thôi, anh này mà không tím là tuyệt vời nha. Thôi, next nào. Anh Thành Đạt. Cái anh này nha, em lại cảm giác anh không nghiêm túc trong tình yêu nha. Không, anh là bad boy mà hoàng lương á chị. Đó, tôi đồng ý với Tú nè. Có nhiều người yêu, xin lỗi đi, không có bản lĩnh, không dám để cái hashtag ở đâu. Anh này rõ ràng là một người độc thân. Nhưng tới đây nếu có người yêu thì tốt, không có thì thôi, anh rất hoan hỷ. Với lại em cảm nhận cái anh này nè, anh dạng rải thính á. Rải thì sao? Thôi em không thích vậy. Ủa rải rải đớp đớp chứ. Đối tượng nào mình thích thì mình rải thôi, chứ đừng có rải lung tung. Ủa? Ta độc thân. Ai cấm? Đâu có ai cấm đâu. Đi về làng đi thì sao? Hội Liên Hiệp Phụ Nữ không có chịu nữa. Nè, giờ tôi nói câu công bằng. Giờ mình nói chứ bad boy nghe nó có vẻ tội nghiệp cho người ta quá. Bad boy là cái người đàn ông nó hơi đào hoa chút xíu, phóng khoáng, dễ gây thu hút chút xíu. Thì xin lỗi, ủa độc thân mà đào hoa. Ủa có cái gì sai trời, tôi đang suy nghĩ hoài, tôi không biết sai cái chỗ nào luôn á. Chị hội trưởng hội phụ nữ không chịu. Tôi nói thiệt với bà nha, người ta đào hoa, người ta có quyền rải thính. Bởi vì người ta có đủ yếu tố để thể hiện sự tự tin của mình. Còn mình lớp thính hay không là do mình đúng không? Em khóa nhận đàn ông mà không cần rải thính nhưng mà đào hoa theo cái kiểu người ta tự bu tới. Cái đó chị khoai. Cái người đó chỉ có anh Đức thôi, không ai làm được đâu. Thôi, nhiều đó anh chị nói đủ rồi. Giờ cô vẫn tự tin rồi. Giờ cho tôi đúng một con người mà các bạn cho rằng hợp nhất với cô bé của chúng ta. Một, hai, ba. Cô Sáu Cà Mau, cậu Út Bạc Liêu chọn. Hai Thái Hưng, hai Vũ Duy. An toàn. Ý. An toàn phải không? Dạ. Yeah. Riêng anh Thành khuyên Thành Đạt, tại sao? Là cái bạn này nãy giờ tôi thấy là tự tin nhất, tới đây là hiên ngang nhất, là sẵn sàng cuộc chơi. Thật ra anh Vũ Duy cũng được luôn. Anh Thái Hưng hơi an toàn chút xíu. Rồi, đã tới đây rồi, lần sống lần chết nè. Cuộc chơi thì ngắn, cuộc đời nó mới dài. Cuộc sống định mệnh là do em quyết định. Chúng ta gặp lại ba chàng trai, xin mời. Đây là một cái phần sẽ khiến hầu hết khán giả và cả cố vấn, cả luôn người chơi thay đổi suy nghĩ vào phút thứ 89. Vì họ sẽ chia sẻ lời nói thật của mình. Chúng ta chọn từ nãy giờ, nhiều khi nghe mấy ông nói một câu đổi ý kiến. Mời bạn Thái Hưng. Em à, anh chỉ muốn nhắc em rằng đã không còn sớm nữa. Đã đến lúc em nên thích anh rồi. Cho anh order một đóa hoa thư thắm, xinh tươi như nụ cười của em nhá. Dễ thương à, dễ thương. Mời Vũ Duy. Linh à, anh là Vũ Duy. Nãy giờ anh luôn hướng ánh mắt về em. Em biết điều đó. À, năm nay Lâm Dần nhỉ? Việc anh mong muốn Lâm Dần. Mỗi ngày là khoảng 100 lần yêu em.
rồi. Hết rồi. Sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Thấy không? Thay đổi suy nghĩ chưa? Thấy chưa? Số 3 nè, số 3 nè. Như em thấy hashtag của anh thì anh có nhiều người thương thật. Nhưng mà đêm nay anh chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi. Mà người đó đang ở đối diện trước mặt anh. Đó là em. Thấy chưa? Rõ ràng không? Thông điệp rõ ràng không? Ai cũng nói như là thật á, nhưng mà tỉnh táo nghe em. Khán giả cho thêm một lần nữa để biết được coi là mình có giống như mấy anh chị không nha. Hiện giờ cái anh Thành Đạt lại được yêu cầu nhiều nhất đó nha. Cái anh Vũ Duy là cũng nhiều thứ hai đó. Chỉ có anh Thái Hưng này là an toàn nè, là hơi ít nè. Rồi, đó là khán giả nha. Đây là một bó bông đã được gói 7749 ngày từ 007 Flower. Khoan xí anh ơi, mình lên ghế mình ngồi đi. Sao mà tụi mình hèn hạ vậy? Sao như cả xóm xúm lại con SEA Games vậy? Và hãy trao cho người đàn ông mà em cho rằng sẽ mang đến cho em một cuộc hẹn hò. Ba chàng trai như ba tụ bài tarot trong mắt nữ chính, nhưng chỉ một người nằm trong suy nghĩ của cô ấy ngay lúc này. Liệu cô nàng sẽ chọn con tim hay là nghe theo lý trí? Chúng ta hãy hồi hộp chờ xem. Lắng nghe chính mình đi em ơi, đừng nghe bất cứ cái gì khác hết. Cái anh này nha, em lại cảm giác anh không nghiêm túc trong tình yêu nha. Dạng rải thính. Nguyên anh Thành khuyên Thành Đạt, tại sao cái bạn này nãy giờ tôi thấy là tự tin nhất, ở đây là hiên ngang nhất, là sẵn sàng cuộc chơi. Là bởi vì em là một người bản năng. Cái anh này anh có một cái sự đầm rất là sâu. Khi mà em đang quá nhanh, em nhìn thấy ảnh em tự động sẽ chậm lại một chút. Nhưng mà em nghĩ cái anh Vũ Duy này có cái khả năng nào đó tiêm tiêm. Cái lưng này theo anh nha, là đàn ông cơ bản, lịch lãm, đàng hoàng, hơi an toàn chút xíu. Em vẫn nghĩ Thái Hưng đã có chủ. Ok. Bạn lưỡng lự giữa số 2, số 3. Nhưng mà chắc thiên về ba rồi. Bad boy mà. Khó thật nhỉ. Khó đấy. Khó lắm. Nhưng mà đêm nay anh chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi. Đó là em. Việc anh mong muốn lâu dần, mỗi ngày là khoảng 100 lần yêu em. Đã đến lúc em nên thích anh rồi. Chúc mừng Vũ Duy. Khoan vội ôm, đi vô đừng nói gì cả. Đi vô, đi vô, đi vô. Chết rồi, em mới nghe khán giả nói kìa, anh này anh có người yêu rồi. Hợp tổ dân phố nè, sao chọn số 2 nè? Em thấy nặng nặng ở đấy á. Bình thường em bốc bài thì em sẽ thường bốc vào cái lá nào mà em thấy nặng nhất. Là bây giờ em yêu em cũng tính bằng vận may vậy đó hả? Không, em không dùng vận may, em dùng trực giác á. Trực giác, ok. Hy vọng là lựa chọn của em đúng. Chúng ta cùng gặp lại anh chàng đầu tiên, đó là Thái Hưng. Giờ bản nào, Thái Hưng là màu gì? Màu xanh lá. Hai người phụ nữ đó là Khả Như và cô gái bảo là có chủ. Tôi cũng nghi có chủ các bạn ạ. Cái gương mặt đó là con trai bác Thành Đạt rồi, thành gia lập thất rồi. Ra thử đi Thái Hưng ơi. Hy vọng thôi nhá.
rồi nha. Vợ ra luôn rồi. À, thấy chưa? Dễ luôn ha. Rồi, giới thiệu mời em. Em xin chào anh và xin chào tất cả anh chị. Xin chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thái Hưng. Còn bạn nữ ở đây là Thùy Trinh, vợ của em ạ. Mời Trinh. Em xin chào mọi người ạ. Em tên là Thùy Trinh, vợ của bạn này ạ. Vợ của anh này. Thế bọn em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ bọn em cưới được 1 năm rồi ạ. 1 năm à? Dạ vâng ạ. Có baby chưa? Dạ chưa ạ. Vì sao em lại để cho ông xã chơi chương trình này? Bạn em muốn ạ. À thế à? Em ơi, cái lúc đầu là chị có sờ nhẹ thôi chứ không làm gì móp méo đâu nhá. Anh ơi, em thắc mắc quá. Hai bạn này nhìn trẻ quá, bao nhiêu tuổi anh ha? Em 24 tuổi ạ. Còn bạn nữ? Vợ em ít hơn em 3 tuổi ạ. 21 à? Tôi không hiểu một cái lý do gì mà ở ngoài Bắc nha, con trai lấy vợ sớm thật ý. Đúng rồi đó. Vợ em là mối tình thứ mấy của em? Nếu mà nói thì là người đầu tiên em yêu thật lòng. Mối tình thứ mấy thì không quan trọng anh ạ. Quan trọng là người đi cùng mình đến tận sau này. Tính ra ông này cũng ngầm ngầm thế. Ok. Thế bây giờ nói gì với cô gái của anh đi. Chào bạn. Thì mình cũng đã nghe qua được câu chuyện của bạn rồi. Mình cũng xin chúc bạn sẽ có được một hạnh phúc cho riêng mình và sẽ luôn luôn lạc quan. Các bạn hãy mở lòng mình ra thì tình yêu sẽ đến với bạn. Mình xin nhận. Cảm ơn em. Chúc bọn em sớm có baby nhá. Cảm ơn bọn em. Ok, bây giờ người thứ hai nè, cái người mà tôi khuyên mà không nghe tôi nè. Thành Đạt, cho tôi một cái màu nào. Đó, Như nó theo tôi đó. Em theo luôn. Đỏ phải không? Một mình cô gái này tin là bằng cái màu đỏ. Ê, anh em thấy trực giác của bạn nữ này đúng đó nha. Hy vọng lần này bạn đúng nữa nhé. Để coi xem sao. Mời Thành Đạt. Wow.
trời. Ê, ê, ổn nha, ổn nha, ổn nha. Cách xa lâu nay, đêm nay em yêu thương anh. Suốt bao năm qua, đã làm hai ta trông mong. Cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều, để anh có thể về gặp em sớm hơn. Nếu như em đang lang thang cùng mẹ tối nay, đó rồi. Giữ đôi tay chờ anh đến với em ơi. Người mà đang đứng trước em là người đã nay mới hợp nè. Từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh. Vì anh không thấy yên tâm để em một mình lâu hơn. Sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hơn. Sợ người em cưới không đó, phải quá anh. Sợ niềm tin chúng ta ra lòng. Nếu như không cùng em thì không ai nữa. Cuộc đời này ý khi ta từng ngày bên nhau, dù cho xa cách vẫn thương nhau đến chẳng mai đâu. Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen và lo giữ em thôi, vì không giữ em thì anh mất em rồi. Sợ người em cưới không phải anh, sợ niềm tin chúng ta ra lạnh. Nếu như không cùng em thì không ai nữa. Cuộc đời này ý nghĩa hơn khi ta từng ngày bên nhau. Dù cho xa cách vẫn thương nhau đến chẳng mai đâu. Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen và lo giữ em thôi, vì không giữ em thì anh mất em rồi. Cuộc đời này ý nghĩa hơn khi ta từng ngày bên nhau. Dù cho xa cách vẫn thương nhau đến chẳng mai đâu. Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen và lo giữ em thôi, vì không giữ em thì anh mất em rồi. Ôi, chưa có màu. Lật không? Mấy đứa khán giả bây giờ nó quỷ ma quá rồi. Vừa đưa lên nó hỏi chắc gì. Dễ sợ thiệt. Cảm ơn các em đã tỉnh táo. Chắc chưa bạn? Quê quá vậy. Sao đây bây gì? Giờ không ai tin chương trình hết trơn vậy? Em là ai? Em chào anh Thành, chào các anh chị của Vấn ạ. Em là Thành Đạt. Trước thì em có đi hát ở nhóm The Wings. Thì đúng trong clip đã nói em đã đang là sale marketing của một công ty. Thế sao màu đỏ mà đến chương trình nhỉ? Hôm nay có lý do để em đến đây ạ. Mời lý do đến đây. Trời ơi, con bé Tarot nó phiêu đúng. Hồi nãy cái hashtag của bạn là có ẩn ý trong đó rồi đó anh. Nhiều người yêu á là chả có đủ, chả có đủ là đã có chủ. Là bây giờ có vợ có con luôn. Rồi em. Konnichiwa. Namae wa Goku desu. Hanoi kara kimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Người Nhật. Ô khoan xí, bà là người Việt hay người nào? Người Hàn. Người Hàn. Người Nhật, chị dạ ơi. Ồ, người Nhật à? Dạ. Ồ, kìa tưởng Thái Lan. Dạ, và em chào các anh chị ban cố vấn ngày hôm nay. Và em bảo là rất vui khi được có mặt tại chương trình. Chết tôi rồi, người Nhật hả? Ủa khoan, người Nhật thiệt hả? Anh có thể nói chuyện tiếng Việt cũng được ạ. Trời ơi.
Giờ chán thiệt, chương trình đã biên tập lừa người chơi cũng lừa tôi luôn. Em xin phép được giới thiệu lại, em tên là Lan Ngọc. Hiện tại thì em đang là một MC, biên tập viên của ban truyền hình đối ngoại VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Nào thấy quen. Hay nhờ, nghệ thuật yêu nhau đấy. Hai bạn đã lấy nhau bao lâu rồi? Bọn em mới cưới tháng 12 năm ngoái ạ. À, là có cháu luôn. Vâng, được 5 tháng rồi ạ. Quá tuyệt vời. Chúc mừng hai vợ chồng. Thế là hôm nay là ai là người đưa bạn ấy đến, là bạn muốn đến nhỉ? Dạ, em chủ đích đưa vợ em lên đây là một cái kỷ niệm cho mai sau con mình ra đời thấy hai bố mẹ trên TV để xem lại cho nó vui. Dễ thương. Thực ra là mọi người bảo làm nghệ thuật thì không được có bạn gái, không có gia đình, nhưng mà em nghĩ rằng là không phải giấu giếm gì cả. Mình có vợ và có một baby sắp ra đời và muốn truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người. Tình yêu luôn luôn ở xung quanh mình, hãy cố gắng để nắm lấy nó. Em sinh năm mấy nhỉ? Em 95 ạ. 95, ôi vẫn là 95 nha. Cho mình biết được ngày tháng năm sinh luôn được không ạ? Được luôn ạ, 14 tháng 5 năm 1995, cung Kim Ngưu. Kim Ngưu 159. Hay là mùng 14 tháng 5 là năm cộng đồng 10. Mười, một, một cộng... À, đường đời số 7 ạ. Nè, hai bà này bàn về thằng số học y như hai bà bàn đề với nhau. Nhiều khi bàn đề mình còn hiểu đó. Thiệt đó. Nói cái này không hiểu nổi. Tức thiệt. Anh Thành cho em hỏi cô vợ sinh năm mấy? Em sinh 90 ạ. Trẻ hơn bạn nam này nhiều lắm á. Chúc cho gia đình thật là hạnh phúc. Cảm ơn hai vợ chồng rất là đáng yêu đã đến với chương trình và mang đến những cái nguồn năng lượng khá là tích cực, và chúc cho các bạn luôn luôn giữ được cái lửa này trong tình yêu nha. Cảm ơn rất là nhiều khi đã đến với chương trình. Thank you. Trước khi chia tay chắc là nói gì với cô gái của mình đi nhờ? Mình thấy bạn nữ ngày hôm nay rất là xinh đẹp, rất là tự tin, và chúc cho bạn nữ có thể tìm được một cái tình yêu đích thực, sẽ hạnh phúc trong tương lai và có thể trong ngày hôm nay luôn. Chị ơi, chị nói luôn với chị của em đi. Chết chết chà. Cái lời vừa rồi là động viên, qua tới đây là an ủi rồi em. Không còn sao chị ạ. Em 90 còn lấy được 95 mà. Quyên, còn 97 đang đợi em ngoài cửa đó. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Ê, vậy là cái cuối kèo thơm nha. Kèo thơm, em mạnh mẽ đưa bảng luôn. Thôi cầu cho xanh đi. Một ánh sáng hy vọng đi ạ. Hy vọng nha, mời bạn. Hai chiếc bảng của nữ chính đưa ra đều chính xác cho đến thời điểm này. Liệu linh cảm của cô ấy dành cho chàng trai cuối cùng này liệu có chính xác? Chúng ta hãy cùng chờ xem màu của Vũ Duy sẽ là gì nhé. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Mời em, màu gì? Cho em một ánh sáng hy vọng đi ạ. Hy vọng nha, mời bạn. Muốn cho trốn tìm anh đêm em ba chữ. Khi mở mắt ra chỉ còn lại lá thư. Trong một khoảnh khắc em đã là người xa xưa. Có thứ chuyện buông trốn chẳng thể tìm nào quá khứ. Nhớ lâu anh em đang trong hai ngày. Để muốn tay anh sẽ tay đầu trong mai ngày. Anh vẫn mãi lên đây cũng chỉ để nói hay. Còn chuyện hai bay cứ để mà hối thầy. Ta hăng say xếp sẽ thật say. Giờ người bón chân lâu nay tìm kiếm thế vật này. Ngày vào ngày tim con sẽ thấy vòng mây. Đặt hẹn vào em mà chỉ nhắn đã tận tay. Tìm hỏi chẳng có ai giống em. Những ngôi sao chỉ muốn bay mong em. Dừng lại trước khi trời mới sáng thêm. Vì thời gian bên nhau mới đáng xem. Mưa mưa lắm em ơi.
chết xuống rơi chỉ để ôm em về cho. Năm 10, 15, 20 anh đi tìm em giữa chốn công người. Năm 10, 15, 20 năm 10, 15, 20 cuối tuần em xem TV trên đời chờ anh rap. Baby nhìn lại cả trang ly cho anh nghe em hát. Sao anh tìm vào tương mà anh còn chưa từng có nào. Bây giờ bằng tím hả? Đổ quán này cho nó hên cho bạn. Sao màu hôn em lâu lâu. Ta còn bên nhau khi ngày mai đến, chẳng nên không muốn ai đến nhưng con tàu về sai bên. Em đừng đến. Ê, ê, không phải màu xanh, không phải màu xanh rồi. Tôi không tin. Em không tin. Có lật không? Lật đi. Có lật không? Hãy nói đi mà. Anh là đồ nói dối. Nói dối. Anh màu xanh đúng không? Đó, nó vô vô rồi. Cuối cùng cũng có cái gì nó đúng đúng rồi chị ơi. Sau tất cả những sai lầm của chúng ta. Trời ơi, thua quá à. Chúc mừng, chúc mừng. Trời ơi, thở phào luôn á. Nhẹ người ghê. Bạn là ai? Lần đầu em xin chào anh Trần Thành và toàn thể ban cố vấn cùng khán giả của chương trình ạ. Dạ, em là Vũ Duy. Em đến từ thủ đô Hà Nội. Và hiện giờ em đang làm một kiến trúc sư. Bạn đến với chương trình với mục đích gì? Như hashtag của em đã nói, mục đích ban đầu của em đến chương trình cũng như mục đích cuối cùng là em luôn hướng về nữ chính. Nãy giờ anh luôn hướng ánh mắt về em. Em biết điều đó. Couldn't see what you saw in me. Yeah. Bây giờ em hãy hướng về nữ chính đi. Em à, cho anh xin phép nhé. Cảm ơn em đã lựa chọn anh. Anh không biết điều may mắn gì xảy ra với anh, nhưng em là điều may mắn nhất đối với anh ngay tại thời điểm này. Bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của bạn lúc này được không? Cảm nghĩ của em là em rất là vui ạ. Còn bạn nam thì sao, bạn có vui lắm không? Ôm rồi đó, ừ, ôm rồi, ừ. Em nghĩ là em diễn tả bằng hành động là được ạ. Ồ, anh đẹp trai quá, cho em ôm anh một cái được không ạ? Chờ người nơi ấy, người đang cầm ngay bó hoa. Cảm ơn em. Em còn cảm ơn, em còn nhớ thông điệp của anh. Cảm ơn em. Nói chung là chúc phúc đôi trẻ. Trời ơi, cuối cùng công sức tụi mình gào thét chiến đấu với nhau, đơm bông kết trái rồi. Gia đình ơi, xung lên. Có cái gì đó đúng đúng mà thấy được được rồi. Đúng rồi. Đứng gần thấy hai cái mặt giống nhau nha. Xứng mà. Chúc
chúc cho các bạn sẽ tìm được một cuộc hẹn hò lý tưởng. Nếu như có thành đôi thì cho chương trình gửi lời chúc mừng nha. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai do VOn và VChannel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần vào lúc 20 giờ trên kênh HTV2 VChannel, V Giải Trí và được phát trên siêu ứng dụng giải trí VOn. VOn không thể rời mắt. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc Tingo Group đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí VOn để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Các bạn cũng có thể view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và đặc biệt chúng ta có thể theo dõi những câu chuyện tình cảm hậu trường của các cặp đôi của Người Ấy Là Ai với VOn Love Ride được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VOn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mừng em, chúc mừng anh. Chúc mừng bạn, chúc mừng hai bạn nha. Ngày VOn và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với VOn Love Ride. VOn Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VOn. Đừng rời mắt. Chào mọi người, mình đến từ Hàn Quốc. Mình là một ca sĩ Việt Nam. Anh Trấn Tam và bạn Cô Văn ơi, mình đã sẵn sàng đến với Người Ấy Là Ai rồi. Chắc chắn, năm chàng trai sẽ không để cô ấy thất vọng. Nhưng chiến thần cố vấn với khả năng LGBT Bluetooth đã quay trở lại. Matong. Maybe it's a perfect match. You are the singer and he's a dancer. He can dance to your song every night. Oh my god. Can sing opera. But my radar is working so hot right now. Beep, beep, beep. Your radar? Another guy, when he works out, they work like this. But he... Let's feel this. Anh thấy anh né tránh em, tại vì là em quá dữ. Đừng có lắc đầu. I love his eye contact. Like, yeah, try me. You like him? Share me. Yeah! Sao ạ? 1, 2, 3, 4. I like the cookie. Các vị cố vấn tin anh liệu có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay lại tiếp tục bị các chàng trai mê hoặc? Cùng chờ xem vào lúc 20 giờ thứ 6 trên kênh truyền hình HTV2 VChannel và trên siêu ứng dụng giải trí VOn. VOn không thể rời mắt.